Ô tôi chết, quên mẹ. Sorry anh em. Đây, thế thì mình bắt đầu lại từ đầu. May mà anh em cũng chưa xem cái đoạn kia. Anh em xem rồi toang. À, đây. Thì hôm trước mình đã có được nói lại với anh em này. Quên mất mình chưa bật màn hình lên. Hóng chơi game quá. Anh em. Sorry. Được rồi. Đây là mình có cái tài liệu chuông đầu hổ rồi. Nãy anh em chưa xem thì mình đã đi vào được cái căn phòng của có mấy cái chuông kia. Nhưng mà bây giờ không biết cách nào ấy để làm để mở cửa được cái chuông kia ấy. Bây giờ nó có cho mình cái tài liệu này rồi thì mình làm thế nào để mở được anh em? Anh la ghê mà em chưa thấy gì hết. Thì cũng may mà anh em chưa thấy cái đoạn đấy, không thì toang anh em đấy. Anh em lại ao hết thì tôi cũng mệt. Mày game kinh dị hả anh? Ừ game kinh dị mà. À không, game này là game giải đố. Game giải đố anh em. Game giải trí thôi. Không có kinh dị gì hết đâu. Bây giờ làm nào anh em ơi? Đi vào phòng có chậu nước, nhúng nó vào, nó hiện lên. À thế à? Được nhờ. Phòng cái chậu nước đâu nhờ? Mình quên mẹ đường rồi ấy. Đây là cái xác, cái hồn, à, cái mảnh thi thể của cái thằng liễu gì này. Cái đầu nó nằm bên phòng bên kia, nó không cho mình vào ấy. À đây rồi. Đây rồi. Đây chậu nước đây rồi anh em. Nhúng nó vào à? Ở được đấy. Hai vết. Tức là bây giờ nó cho mình cái gì đây? Giải mã cái này như nào anh em? Úi dồi ôi. Ghép cái này lại à? Ghép cái này lại hay là gì? Hay là đếm đếm hình trên cái này anh em? Để mình thử đếm nhá. 1 1 2 3 3 màu cam. 1 màu đỏ. À, mình hiểu rồi. Có nghĩa là cái nào ít nhất thì cái đấy sẽ là đầu tiên đúng không? Đúng ta? 1 màu đỏ thì mình phải rung cái chuông màu đỏ trước à? Ờ, thử thử xem. 1 màu đỏ này là cái màu đỏ đầu tiên này. 2 màu xanh lá cây này. Là cái màu xanh lá cây là thứ hai. Ừ, thứ ba là màu cam. Thứ tư sẽ là màu vàng. Thứ năm sẽ là màu xanh dương. 1, 2, 3, 4, 5. Thứ sáu sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuẩn mẹ luôn rồi. Thứ sáu là màu tím. Thứ sáu là màu tím rồi đấy. À, đầu tiên là màu đỏ. Sau đấy là màu xanh lá cây. Tiếp nữa là màu da cam. Rồi tiếp tục là màu vàng. Xong rồi màu xanh dương. Rồi là màu tím. Anh em nhớ giùm tôi nha. Bây giờ tôi qua tôi mở cái cửa kia này. Không biết có gặp cái con kia không nữa. Mà anh em nhìn có tối quá không? À để mình tăng thêm tí độ sáng lên nhá. Chứ mình nhìn mình cũng tối quá. Chắc thấy mẹ gì. Em tối om ấy. Đồ họa này. Độ sáng. Trời đất ơi. Rồi, để sáng hơn tí rồi. Đỏ, xanh lá cây, cam, vàng, xanh lơ, tím rồi, ok. Hello Fox Boy nha. Mình sang bên đây đúng không? À nhầm đường rồi. Là mình phải đi sang bên đây. Sáng hơn hẳn à. Ừ. Tại tôi quên chưa để cái ánh sáng nó lên cao một tí. Đỏ xanh lá cây vàng xanh lơ. Má tôi nghe tiếng chân mấy ông ạ. Đỏ này. Xanh lá cây này. Cam này. Vàng này. Lơ này. Ngon 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 rồi.
Ui thằng kia nó vào rồi. Trốn 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 trốn. Trốn 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 trốn. Nó vào rồi. À có người trong này nữa anh em à. Đừng mở ra. Đừng mở, đừng mở. Anh em sợ gì, game này game giải trí mà, game có kinh có sợ mẹ đi đâu, tôi không sợ, tôi anh em sợ. Video em làm hay không? Ủa, vậy là em à. Anh cứu em nhá, cảm ơn em nhá. Hình như nó đi rồi anh em ạ. Nó đi rồi anh em ạ. Ui trời. Má ơi. Ôi. Ê. Ở đây có cái lược này. Ôi mình được cái gì đây? Đường đen. Các biện pháp niên phong. À, được rồi, được rồi. Ê. Cậu nên chết đi để sống sót. Bạn phải niêm phong chúng. À bây giờ là mình phải đi niêm phong mấy con này rồi. Chết mẹ. Cái diêm này. Đấy ngon phết, để mình thắp cái nến trong này cho thằng kia không vào nữa. Anh rên quá nhiều. Ma nó dầm scare nó. Sợ bái nồi. Từ từ anh em nhá, anh em cho tôi vào tủ tí đã. Để tôi đọc xem cái tờ giấy kia nó có cái gì hay. Không có, đứng ngoài kia, con kia nó vào, sợ quá. Đâu nhờ? Niêm phong nó nằm đâu ta? Cái tờ giấy niêm phong nó nằm ở đây. Ở đây, các biện pháp niêm phong này. Hồn phách chỉ là hư không. Oán hận của họ không có trốn để rửa sạch. Dần dần họ trở thành những ác linh lang thang. Loại bùa này có thể dẫn dắt các linh hồn xua tan xiềng xích. Tuy nhiên, đối với những linh hồn mê chấp tột độ phải được niêm phong một cách khi phải được niêm canh niêm phong trước khi phá hủy. Mẹ đọc nhiều quá lẹo cả lưỡi. Trước khi phá hủy, hình nhân được tạo ra từ tre xanh và giấy trắng. Cùng với các vật phẩm bất ly thân của người đó, khi âm thanh phát ra từ vật phong ấn, hồn phách của họ sẽ được phong ấn và làm tiêu tan oán hận của họ. Và Liễu tiên sinh đang đợi ngoài sảnh. À có nghĩa là bây giờ mình phải đi qua đi niêm phong mấy cái hồn này lại anh em ạ. Là niêm phong mấy cái hình nhân đấy. Để xem các vật bất ly thân của nó là cái gì nhỉ? Đây này, Liễu tiên sinh này, vật bất ly thân. Việc làm hàng ngày là Liễu tiên sinh là môn khách, việc làm hàng ngày là hoàn thành phòng triển lãm. Vẫn chưa biết được vật bất ly thân của nó là cái gì anh em. Nhật ký xem nào, Liễu tiên sinh, đinh hương càng lớn càng đẹp, đúng là ngoại hình. Tìm tre anh ơi, không. Nó không bảo mình là tìm tre mà là đây này, các hình nhân ấy được tạo từ tre xanh và giấy trắng. Cùng với một vật bất ly thân của người đó. Khi âm thanh phát ra từ vật phong ấn, có nghĩa là mình đã có sẵn các hình nhân đây rồi, hiểu không? Đây này. Đây là các hình nhân đây rồi. Ê, nó vào. Thằng chó nó vào. Anh đến phòng có cái xác mất đầu. À thế à, là cái à, đúng rồi, xác đây là xác của thằng Liễu tiên sinh đúng không? Đây, cái này là chỉ là một cái hình nhân thôi anh em ạ. Khi nó chết thì nó đã bị phong ấn lại rồi. Phong ấn thành các hình nhân trong nhà này rồi. Mình quay lại nào. Mình chưa xếp game nữa cơ. Mình còn chưa xếp game nữa cơ.
xếp game cái đã. Có khi là mình sẽ phong ấn cái thằng Liễu tiên sinh ấy lại rồi mình sẽ vào cái phòng của nó đúng không? Chuẩn mẹ luôn rồi, tại vì cái đầu lâu của nó không cho mình vào mà. Úi dồi, giật cá mình. Xếp game tôi giật cá mình. Đây. Đây cái phòng có xác mất đầu đây anh em. Giờ làm gì nữa? Giờ làm gì anh em? Không thể dùng được. Lược á? Lược à? Ở đường này. W. Ơ. Ơ. Đết. Đường này. À mình phải dí vào rồi, ok. À. F. D. Được rồi, thằng này. Tôi không biết gì về biến cố của gia đình họ. À được rồi này. Vậy là mình phong ấn à? Như này là phong ấn à? Ngon phết, được rồi. Trời ơi, vậy là mấy con ma này bình thường tôi mà. Có gì đâu. Bình thường mà. Xếp lại cái đã. Thắp tí nhang cầu ông bà ông vải cho thuận buồm xuôi gió. Rồi, bây giờ mình đi qua cái phòng kia thôi. Dễ mà. Thằng nào bị phong ấn rồi. Đúng không? Ơ, mất mẹ cái đầu luôn, ngon. Có mảnh giấy gì này? Nhật ký của Liễu tiên sinh. Minh Nhi thường nấp trong tủ để trêu chọc mọi người, nhưng Đinh Hương luôn luôn đi theo và cho cậu ta kẹo. Minh Nhi rất nghịch ngợm nhưng thường đưa chìa khóa thư phòng cho nhũ mẫu Trần. Rất nghịch ngợm nhưng thường đưa chìa khóa cho nhũ mẫu Trần. Nhũ mẫu là cái bà kia. À thế. À mình hiểu rồi. Thế là cái con kia, con treo cổ là con Minh Nhi. Và cái thằng ở trong cái phòng bí mật đấy, thằng cái thằng à nhầm. Ôi trời ơi, được, phải chờ tí nhá. Đây mình còn xếp cái đã. Xếp cái đã. Có nghĩa là cái con trong cái con treo cổ ấy là con đấy là con Đinh Hương. Và cái thằng mà ở trong cái căn phòng mà có cái pháo, quả pháo ấy, thằng đấy thằng Minh Nghi. Thế thì mình vào cái phòng của con Đinh Hương kia mình lấy được cái kẹo ấy. Thì là tí nữa mình sẽ dùng vào việc gì đấy để có thể giải thoát cho cái thằng Minh Nhi kia. Cái viên đường đen ấy. Thì như là vậy. Bây giờ mình phải tìm sao để cho được cái gì nhỉ? Đâu nhỉ? Chàng hạt này. Bây giờ mình phải tìm chàng hạt để gọi là phong ấn cái bà nhũ mẫu này lại đã. Bây giờ chàng hạt nó nằm đâu? Mình vào được cái phòng này rồi. Đây có lấy được cái gì không? Diêm này. Thắp nến lên cái đã. Ấy đồng hồ có gì đây? Ui! Đấy. Đấy, mình chưa phong ấn được cái bà nhũ mẫu này nên là mình chạm vào đồ vật gì trong nhà đều bị bà ngăn cản đấy. Đây có cái hộp này. Không dùng được là mình phải có chìa khóa à? Sao cái gì có túc 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 nhỉ? Hello Kiro nhỉ? À đây nữa này. Cũng không được mọi người ạ. Lại diêm nữa này. Anh dùng diêm rồi à? Đây, được thêm que diêm nữa rồi anh em. Tự nhiên nó mọc đâu ra que diêm nữa rồi. Giờ sao nhở? Cửa này bị khóa rồi, mình không có chìa khóa ấy. Giờ sao anh em? Tủ đó. Đây à? Cái này dùng que diêm à? Ở được này. Ờ, ngon. Lửa đã được dập bắt đơ phát. Trên này còn có gì nữa đây? À,
Rồi, hiểu rồi. Vậy là mình lấy cái này để mình chắn lại nước không cho nó chảy nữa. Đâu ta? Ở đây rồi. Nhưng mà hết mẹ diêm rồi. À đây, nó cho lại này. Ngon. Thế thì mình mở cái tủ này ra, mình sẽ lấy được cái gì đây? Hy vọng là chìa khóa, hy vọng là chìa khóa, hy vọng là chìa khóa. Rồi. Nice. Ê. Ma. À đây là cái đầu thằng Minh Nhi đúng không? À thế thì dễ rồi, mình cho kẹo nó ăn là được mà, tại vì nãy đọc cái đoạn nội thoại kia. Đấy. Dễ. Mình được một chìa khóa này. Hello Kiro nhá, hello mọi người, hello Huy Hoàng. Chào mọi người nhá. Cái chìa khóa này nó sẽ dùng cho cái việc gì nhỉ? Chìa khóa này là chìa khóa này à? Đâu nhỉ? Chìa khóa đây đúng không? Hình đồng tiền đúng không? Mở hòm trên này. Không thể dùng được, không phải rồi anh em ơi. Nhầm rồi, trong này còn có gì nữa này, cái ID nữa này. Quản gia âm trung. Quản gia âm trung. Quản gia âm trung có phải là cái thằng kia không? Có phải là cái thằng đi rượt mình nãy giờ không? Quản gia. À thằng kia, thằng đấy là Vương Vĩnh, thằng đấy là hộ vệ. Quản gia âm trung là thằng nào? À là cái thằng không cho mình lên cầu thang. Rồi 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 rồi. Mình biết hết nhân vật của trong cái nhà này rồi. Bây giờ mình sẽ sơ lược từ đầu cho anh em nào chưa biết nhá. Liễu Tiên Sinh là cái thằng nằm ở trong phòng khách, thằng bắt đầu. Nhũ Mẫu là cái bà mà mình chạm vào đồ vật gì bà ấy cũng lao ra để bắt mình ấy. Minh Nhi Thư Đồng có nghĩa là cái thằng nhóc bị nhốt ở trong cái căn phòng bí mật mà được con Đinh Hương này cho ăn đường đen. Vương Vĩnh là cái ông con ma mà hay lùa mình, nó cầm theo con dao ấy. Đinh Hương là cái con thắt cổ ở trong căn phòng kia. Âm Trung là cái ông ở trên cầu thang không cho mình đi. Rồi, ok. Vậy là mình đã biết được 6 nhân vật trong ngôi nhà này. Ở đấy, anh em nào chưa hiểu thì cũng phải hiểu đi nhá. Dễ hiểu mà. Thế thì những nhân vật này sẽ có những chuỗi liên kết lại với nhau. Bây giờ mình tìm đường, mình sử dụng cái chìa khóa kia coi nào. Cái chìa khóa đấy là hình là thứ hai đúng không? Thứ hai thì nó nằm ở đâu nhỉ? Là cái hình bầu bầu đó, nằm ở đâu ta? Không phải cái này rồi. Bà nhũ mẫu đây, là bà nhũ mẫu này, bà nhũ mẫu đây đấy, nhũ mẫu Trần đấy. Rồi chờ đấy, đủ má, tao sẽ phong ấn mày. Bọn bọn quái trong nhà này mình sẽ phong ấn hết. Đâu nhỉ? Từ từ mình xếp cái nhá. Xếp cái đã. Không có chết cái lại phí. Anh qua cái đầu chưa? Anh qua rồi mà. Anh chửi thề luôn. Đâu, anh có chửi thề bao giờ đâu. Nhìn ám ảnh VL. Anh kiếm và thu thập giấy để kiếm đồ vật yêu thích của mọi người trong nhà và cho tụi nó siêu thoát. À, ok. Vậy là mình phải kiếm cái tờ giấy, cái mảnh kiểu như là manh mối ấy. Mình đọc cái manh mối để cho bọn ấy xem cái đồ vật của bọn ấy như thế nào để mình siêu thoát cho bọn ấy, phong ấn bọn ấy. Khóa đó giống ở khóa thứ hai à? Giống cái phòng thằng Liễu Tiên Sinh nãy ấy, không phải cái này rồi. À đây, đây rồi. Đúng không? Ừ đúng mẹ rồi. Chuẩn mẹ luôn. Chả có gì. Manh mối nữa này. Báu vật của Minh Nhi. Vòng bạc trên cổ tay của Minh Nhi dường như là vật bất ly thân kể từ khi cậu bé nhận được được nhận nuôi. À cái thằng Minh Nhi này chỉ là một đứa bé được nhận nuôi thôi trong cái nhà này thôi. Chứ không phải là con hay là cháu hay gì trong nhà này cả, chỉ là nhận nuôi thôi anh em ạ. À đây, chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa. Ê. Ôi. Ê ê ê. Ê ê ê. W.
Ui má ơi, giật hết cả mình ấy. Chắc nó đi rồi đúng không? Chắc nó đi rồi đúng không? Rồi lại 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 được. Ôi vẫn vậy à? Thế là cái chìa khóa này không lấy được anh em ạ. Chìa khóa này nó canh rồi. Nếu mà mình chạm vào thì ai à, à. Mẹ. Chìa khóa này mình không lấy được rồi. Thế thì mình xem trong đấy còn cái gì không. Mình chưa lấy đồ trong đấy. Thế mình không chạm vào cái chìa khóa đấy thì chắc cũng không sao đúng không? Có nghĩa là nó chờ mình, nó chỉ căn mình lấy chìa khóa thôi. Thế thì mình không chạm vào chìa khóa nữa. Chắc là trong phòng này vẫn còn cái gì đấy chứ. Tờ giấy này. Ờ, báu vật của Minh Nhi này. Cái này là cái lọ mực ở trong cái hộp này. Đấy, ui đây rồi, chàng hạt đây rồi. Ngon. Một chìa khóa nữa. Chìa khóa này là gì đây? Bình tròn à? Bình tròn thì làm chỗ nào nhỉ? Bình tròn thì dùng vào cái ô khóa này. Ô khóa không có cái gì cả. À hình như là bên đầu bên kia rồi. Được rồi, nhớ rồi. Đây đúng không? Đấy. Chuẩn mẹ luôn. Ơ, không dùng được này. Thế dùng đâu ta? Đúng rồi mà. Ơ, em lỗi à? Không được. Thôi được rồi, cái chìa khóa này mình để sau đây. Mình vào mình đi phong ấn cái bà nhũ mẫu lại đã. Bà chết với tôi nha. Ui. Ui. Ba. Ba. Nó đứng trong phòng luôn ạ. Tôi xếp lại cái đã. May mà mình về đến phòng niệm Phật rồi, không thì mình chết. Rồi, bọn mày cứ chờ đi. Rồi tao sẽ phong ấn hết từng đứa một. Chừa cái tội bố láo à. Bố láo với chúng tôi này. Bố láo với chúng tôi này. Anh để ý ngọn nến chuyển sang màu xanh là... Ê! Ui, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Từ 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 từ. Đấy, ngọn nến chuyển sang màu xanh rồi đó anh em. Ờ, được. Ờ rồi, hiểu rồi, hiểu, 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 hiểu. Vậy là mỗi lần nó chuyển sang màu xanh có nghĩa là có con ma nó đến. Ngon. Trời ơi, tầm này bố biết rồi nha. Con ma bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Từ từ để tôi qua tôi phong ấn cái bà quản nhũ mẫu lại đã. Con mụ này lắm nhất, con mụ này đầu game lừa tôi này. Con mụ này đầu game là đấu má nó dọa nạt tôi này. Mày chết cụ mày đi. Xong rồi. Mày xong mẹ rồi. Sắc mẹ định mẹ mày đi. Chết mẹ mày nha. Xong. Tôi đã theo hầu lão gia từ khi ngài còn bé. Tôi xem lão gia như con ruột của mình vậy. Nhưng người đã hủy hoại ông ấy. Nó là mẹ gì mà hủy hoại. Người đã hủy hoại cả ân gia. Mọi chuyện đều do ngươi. What the fuck. Tôi đã làm mẹ gì đâu anh em. Vãi nồi, mình chỉ bị lạc vào đây mình tìm con thôi mà. Má bà chết. Bà chết cũng đáng. Má mày vu oan giá họa tao. Láo vãi nồi, nó vu oan. Nó bảo mới do mình ạ. Mình làm mẹ gì đâu. Tự nhiên mình đang đi, mình tai nạn cái mình rơi mẹ vào nhà này. Bố lao vãi nồi, thề. Xếp game đấy đã. Đấy, tôi nghe tiếng chân của ông kia rồi. Em biết tiểu sử của nhân vật anh đang chơi. Là thế à? Ok, nhà chắc là anh em chơi qua game này rồi đúng không? Hay là anh em đã xem qua rồi đúng không? Con ma kiểu đổ tội các thứ. Ờ, thề. Không làm mà đòi có ăn, ăn cứt đầu mùi. Theo
tác giả game này liên quan đến nhân duyên kiếp trước. Nhân duyên kiếp trước à? Nhân duyên kiếp trước thì sao mình... À quên, mình cũng chưa đọc được cái nội dung trong mấy phần nhật ký. Từ từ anh em cho mình xem đọc. Đâu nhỉ? Nhật ký đây rồi. Nhật ký của Liễu Tiên Sinh này, Đinh Hương Càng Lợi. Nhật ký của tôi này. Tôi đã thử một loại thuốc mới tên là cái này mình đọc qua rồi đúng không? Tôi để ý chơi quần áo mình. Kiếp sau của con ma đẹp nhất nhà. Thế à? Ơ thế là mình là kiếp sau của tiền kiếp của các con ma này à? Vai nồi à... Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao mà lại mình lại được đưa vào cái ngôi nhà này nữa chứ. Cái gì đấy, cái chết của môn khách. Ui rồi. Vậy là cái thằng Liễu Liễu Tiên Sinh ấy, nó bị cầm cái đĩa than cơ, chém cho bay đầu luôn. Vãi nồi, nhìn sợ vãi nồi. Và cái chết của nhú mẫu này là bị nhốt trong tủ đến chết. Bị dụ đến à? À bị dụ à? Vậy là mình bị dụ. Giống như mình bị ảo ảnh à? À hình như là cái này chìa khóa cho cái này hay sao ấy. Không được à? Ơ được rồi này. Ố. Ố được rồi này. Một cái vòng bạc. Vòng bạc này là... Vòng bạc hồi nãy mình nhớ là mình đọc là của đứa nào nhỉ? Liễu Tiên Sinh. Vào những ngày mưa, phòng trà thường hay bị dột. Và tôi dường như có thể nghe thấy từng giọt nước nhỏ xuống khi đang ở trong thư phòng. Tiếng khóc lóc... Tiếng tóc tách, thực sự phiền phức. Tôi thường ở trong thư phòng một mình và không biết bất kỳ ai ra vào. Thực ra là không có con. Ơ, là không có con à? Vậy thế mình đang tìm cái gì nhở? Hay là mình vào đây để mình trả hết cái duyên nợ cho cái nhà này? What the fuck? Vòng của Nhi đó. Nó đến. Vòng của Nhi gì đó à? À Minh Nhi à? Để mình đọc lại coi nào. Vòng bạc của Minh Nhi, đúng rồi. Thế là Minh Nhi nằm đâu nhỉ? Minh Nhi nó nằm ở trong cái phòng gọi là, à sau cái phòng bí mật. Cái chỗ mà có cái cây gọi là cái cây cái chỗ mà có cái cây gì đấy. Cái nến. Đi vào này thôi đúng không? Ở đây rồi, đây rồi. Úi dồi, cái gì mà rơi chân. Từ từ đã. Tôi đóng cửa lại cho thằng kia nó không vào. Tôi khổ lắm. Khổ lắm anh em ạ. Đóng cửa cho nó không vào. Bây giờ tôi phóng ăn hết. À nè. Này. Ngon. Rồi, xong nhá. Má ơi. Ui, ai đây? Ai đây? Ai đây? Con này là con nào? Lại con ma nào nữa đây? Là con ma nào nữa đây anh em? Trời đất ơi. Tiếng gì kia? Bây giờ đâu anh em ơi? Bây giờ đi đâu được anh em ơi? Ma đúng sợ bãi nồi luôn. À, đúng vãi nồi luôn. Bây giờ tôi cũng sợ ra ngoài cơ. Sợ ra ngoài nó đứng đấy nó chờ mình á. Đó là cách mà Thư Đồng Minh Nhi chết. À thằng này bị bỏ đói trong đây à? À thế là... Ơ đây là có mấy viên kẹo này. À vậy có nghĩa là... Cái con ma hồi nãy là cái con Đinh Hương. Chuẩn mẹ luôn. Tại vì con Đinh Hương hay cho thằng này ăn kẹo mà đúng không? À đúng rồi, tại nãy mình cũng cho thằng này ăn kẹo thì nó cho mình cái chìa khóa đấy. Thế con ma lại là con Đinh Hương, là con nô tỳ trong nhà này.
Giờ làm thế nào để ra ngoài? Tôi xếp game cái đã. Xếp game cái đã. Bây giờ làm gì nữa anh em? Chết mẹ rồi. Bây giờ nó không còn một cái gì, còn mỗi con dao không. Ở chỗ nào mình chưa lấy đồ không nhỉ? Phòng Liễu Thiên Sinh xem. Này xem còn gì không? Ra con mẹ gì? Ui, chết mẹ ơi. Làm gì tao? Khi tôi sợ ma đốt nhang 300 lần. Được rồi, đốt nhang cho đỡ sợ. Hít mùi nhang cho đỡ sợ. Ma sống cô hồn quá. Suốt ngày ăn nhang. Bây giờ đi đâu anh em ơi? Tôi nghe tiếng chân của nó ở đâu ấy. Bây giờ làm gì được anh em? Còn chỗ nào mình chưa đi không nhỉ? Chỗ nào mình chưa đi không? Nhật ký này, nhật ký của Liễu Tiên Sinh, đinh hương càng lớn càng đẹp. Minh Nhi thường nấp trong tủ. Rồi cái này biết rồi. Chiếc bình trên bàn của không thể rời đi được. Vừa rồi Minh Nhi bị mắc kẹt phía sau phòng. À, có nghĩa là thằng Minh Nhi nó vừa mắc kẹt vào phòng mình vừa phong ấn rồi. Đã rất lâu rồi kể từ khi phu nhân bị sảy thai. Làm sao mà bà ấy có thể có thai được sau khi tên họa sĩ đó đến? Lão gia không nghi ngờ gì sao? Tên họa sĩ đó? Ai là tên họa sĩ đó? Em có một thắc mắc là sao nhiều nhang để anh thắp thế nhờ? Anh cũng... Chắc là mỗi lần hết thì nhân vật lại chạy đi mua, xong rồi về lại bỏ đây dùng dần. Cứ mỗi lần hết lại chạy đi mua mà. Dễ mà, giờ gọi ship dễ không anh em? Ship trên mạng đầy. Phong ấn thằng hộ vệ. Nhưng mà quan trọng là bây giờ thằng hộ vệ nó nằm ở đâu nhỉ? Phong ấn thằng hộ vệ. Ui. À, chết mẹ tôi rồi. Nó đang ở đây này. Nó sau lưng tôi này. Thằng hộ vệ nằm đâu ta? Bây giờ mình chả còn món đồ gì trong người ấy. Còn cái phòng nào mình chưa đi không nhỉ? Toàn tiếng Trung nữa chứ. Vãi nồi ấy. What the fuck? Toàn tiếng Trung không ạ? Chắc làm ở ngoài anh. Ừ, anh cũng nghĩ là sẽ có cái gì đấy ở ngoài. Nhưng mà chưa biết nó đâu. Mình đang ở phòng niệm Phật này. Em nhớ là phòng chứa vũ khí. Phòng chứa vũ khí là phòng nào nhỉ? Trong này toàn tiếng Trung rồi, nhau hiểu. Mấy ông Việt hóa chưa hết. Đây toàn tiếng Trung ạ. Gì? Mấy phòng này? Phòng này là phòng nãy mà mình bị thằng kia, mình cầm chìa khóa, vẫn còn một cái chìa khóa phòng này này, mình chưa lấy được này. À, có nghĩa là mình phải phong ấn cái thằng hộ vệ lại. Thì mình sẽ vào đây mình lấy được cái chìa khóa, anh em bảo thằng bảo vệ. Thằng bảo vệ. Còn phòng này chưa vào được vì chưa có chìa khóa này. Phòng này cũng chưa vào được vì chưa có chìa khóa này. Phòng này là cái phòng của con Đinh Hương ấy này, con cháu cổ ấy. Nhưng bây giờ chắc là nó đi ra ngoài nó tìm mình rồi. Phòng này là phòng bên cạnh à? Như mình chưa vào phòng này hay sao ấy? Phòng này là phòng chỗ mà thằng xác của thằng Minh Nhi này. Ôi, tôi nhớ rồi, tôi nhớ bản đồ rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình đi qua phòng này nhá. Có gì không nhá? Đây rồi, phòng này. À, là phòng này à?
có gì rồi. Quay lại phòng con Đinh Hương xem có gì không. Đúng rồi, cái xác nó mất tiêu à. Ấy, có cái hộp. Trong đây có mảnh giấy. Ý, từ. Sorry anh em. Tôi vào tủ tôi đọc lão, đứng ngoài sợ lắm. Đâu, mảnh giấy nào đâu. Nhật ký à, văn tự, câu đố. Không phải câu đố luôn. Nhật ký. Nhật ký của Liễu Tiên Sinh à. Đinh Hương 4. Cũng không phải. Đã từ rất lâu kể từ phu nhân tài trai. Không, không phải. 9 à. Tôi thử những thuật truyền trong sách cổ này cũng không phải. Nhật ký. Âm quản gia không cho ai rời. À, không cho ai đi lên trên hay xuống lầu. Có chuyện gì đó không ổn trong phủ. Vậy là trên lầu là chỗ thằng Âm quản gia đấy. Mình cũng lên mình lấy con dao rồi. Vào những ngày mưa phòng trà bị dột thì là nãy mình đến chỗ cái thau nước rồi. Có vẻ như họa sĩ và phu nhân đã ngoại tình. Oh my god. Thế là kiếp trước của mình như ngoại tình à. Không được rồi. Chết rồi. Bảo sao mang nghiệp nặng thế. Ngoại tình là mang nghiệp nặng lắm mấy ông. Mấy bà ở đây có mấy bà nữa không. Ngoại tình là mang nghiệp kinh lắm đấy. Giải không hết đâu. Yêu ai yêu thật lòng chút. Có vẻ như phu nhân đã ngoại tình. Vì thế mà quản gia đã đưa họ. Đưa bọn họ đi. Tại sao cô lại tự sát vậy? Tại sao cô lại tự sát vậy Đinh Hương? À con Đinh Hương này tự sát à? Kiếp trước nghiệp thế cơ mà. Ơ bảo sao? Bảo sao bây giờ bắt mình và mang đi đến trả nghiệp? Cái đó là nói điêu đấy à? Ơ phải rồi, từ từ đã anh em đừng spoil quá. Nhiều khi cũng không hay. Chỉ muốn cứu tên họa sĩ. Chỉ vì cứu tên họa sĩ mà cô đã kêu Minh Nhi ăn cắp chìa khóa tủ tiền. Hello người khổng lồ xanh nhá. Điên rồi bọn họ. Điên hết rồi. Có cái gì đó đang diễn ra trên tầng kìa. Cái chết của môn khách này. Thư đồng này. Úi dồi thằng Thư đồng là cái Minh Nhi nó bị giết chết ạ. Vãi nồi. Nó bị giết trong khi đang trốn trong tủ. Chặt đứt cánh tay luôn kìa. Ok. Còn bà nhũ mẫu này thảm nhất này. Nhốt trong tủ đến chết. Ông này thì hơi kinh dị tí là phi cái đĩa. Phi cái đĩa đứt mẹ đầu. Giờ đi đâu nhỉ? Còn chỗ nào mình chưa đi không? Ấy có mảnh giấy nữa này. Báu vật của Liễu Tiên Sinh. Liễu Tiên Sinh rất chú trọng việc chăm sóc dâu của ông ấy. Mỗi khi tôi thấy ông ấy đều đang tỉa bộ râu dài của mình. À đây là báu vật. Là cái lừa của nãy đấy. Không còn gì. Chẳng còn gì cho đôi ta ở đây cả. Tôi về xếp cái đã. Ê. Đĩa đó chắc được mài 99 lần mới sắc bén như thế. À cái đĩa than mà. Đĩa than thì nó cũng bén cũng bình thường thôi. Bây giờ đi đâu làm gì trời đất ơi. Mình chả con cái mẹ gì. Mình đi ra ngoài mình tìm thôi. Hôm nay chắc chắn là hết rồi. Mẹ không còn diêm mà thắp cái này lên nữa cơ. Trời lớn lên thẳng lên lầu cho người xem trầm trồ. Trên lầu giờ còn gì. Ui 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 ui. Nó đến rồi anh em ơi. Nhanh lên.
Mà nó cứ đi 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 lại chỗ này vậy anh em ơi. Đi chưa? Đi chưa? Bây giờ nó surprise motherfucker cái này thì ăn cứt luôn này. Ừ nó đi rồi. Trong này có khóa. Mẹ, thằng nhân vật trong này nó đi chậm vai nổi. Lên trên lầu cho anh em trầm trồ nhá. Lầu này. Đấy. Đấy, quản gia, âm quản gia đấy. Âm quản gia đấy. Chạy. Giờ là mẹ gì giờ nhỉ? Cái chỗ cầu thang ấy chắc là mình chưa đi lên được đâu. Mình phải phong ấn cái thằng âm quản gia lại đã. Nhưng mà bây giờ không biết là mình sẽ làm cái gì, mình thiếu sót chỗ nào ấy. Có cái gì đây? Âm trung. Lão gia bảo âm quản gia âm quản gia đi kiểm tra đồ đạc bên trong gia gia khố. Bên trong gia khố à? Tra bên này xem còn cái gì nữa. Cầu thang đó là cuối game cơ đấy anh em. Ấy có tờ giấy nữa này. Vương Vĩnh, nhiều loại côn trùng xuất hiện trong kho. Vương Dũng, à, giờ phải phụ trách luôn việc diệt trừ chúng. Là cái thằng Vương Vĩnh này, nó phải vào kho nó diệt trừ. Mình không lấy được cái chìa khóa này rồi, cay đấy nhở. Nến cũng lắp. Sao nhờ giờ. Ý, 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 có gì đấy, có gì đấy không ổn, có gì đấy không ổn. Lần này là tiếng chân khác mọi người ạ. Lần này là tiếng khác mọi người ạ. Anh đi tìm chìa khóa mở thư phòng. Mở chìa khóa mở thư phòng là chỗ nào nhỉ? Mẹ toàn tiếng Trung Quốc ạ. Nhưng mà bây giờ nói chung là tìm được cái chìa khóa thì biết là phòng nào thôi, tại vì mình biết được cái ổ khóa là nó khớp với cái nào rồi. Nhưng mà quan trọng một điều là bây giờ nó đéo biết phải đi đâu tiếp. Ôi giời, có tiếng chân nữa kìa. Nó cứ đi 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 lại chỗ này kìa. Linh cảm VL, không phải linh cảm đâu anh em, anh mình nghe tiếng chân mà. Có tiếng chân đấy. Cái khóa thứ ba đó. Khóa thứ ba đó. Ở cái khóa này à? Nhưng mà bây giờ lấy ở đâu? Lấy ở đâu? Tại vì bây giờ mình chả còn tí manh mối nào. Em không nghe được, anh em nói rồi, anh em đeo tai nghe mà mắc volume đây, cái chìa khóa này mình không lấy được rồi này. Đấy, nó lại hiện lên này. Đấy. Khóa này mình không lấy được rồi đấy. Anh em nào biết thì chỉ tôi với. Chìa khóa này nó bị phong ấn rồi. Giờ mình phải làm sao? Phòng này cũng khóa luôn rồi. Phòng này cũng khóa mẹ rồi. Ui. Ui. Thôi.
Vui thôi đừng vui quá anh ơi. Vui thôi đừng vui quá. Ừ may. Tôi nhớ được mà, tôi nhớ được mà, tôi nhớ được mà. Giờ sao nhở? Giờ những anh em đây anh em chơi nào? Chơi anh em nào chơi game này? Còn cái phòng này mình chưa vào này, phòng này là phòng gì ấy? Để bật bản đồ anh xem phòng này là phòng nào, là phòng phòng sếp đây đúng không? Ở tiến trước mặt phòng sếp. À nó liền với phòng này. À hiểu rồi, bây giờ mình phải vào được cái phòng này. Ừ, cái phòng này phòng đầu lâu thằng Liễu tiên sinh hồi nãy mà đúng không? Rồi mình sẽ đi vào phòng này, mình sẽ mở cửa phòng này, mình sẽ nó thông liền với cái phòng sếp này. Khó thế. Còn chỗ nào mình chưa lấy nữa không? Mình phải đọc lại mấy cái này nữa. Nhiều mẫu này. Vật bất ly thân là chẳng hạt, vòng bạc. Nhật ký này. Đinh hương càng lớn càng xinh. Minh Nhi thường nấp trong tủ. Chiếc bình trên bàn thì không thể rời được. Nhật ký của Liễu tiên sinh đã từ rất lâu rồi. Phu nhân bị sảy thai làm sao mà có thai được. Tôi thử những thuật nguyền trên sách không được. Âm quản gia vào những ngày mưa phòng trà thường bị dột và tôi dường như có thể nghe thấy tiếng cửa giọt nước nhảy xuống, tiếng tóc tách làm phiền. Tôi không biết mọi người trong phòng như thế nào. Có vẻ như họa sĩ và phu nhân đã ngoại tình. Điên rồi, họ điên thật rồi. Cái chết muốn cái chết từ đồng văn tự âm phủ. Câu đố à? Đây sẽ có câu đố gì đấy. Còn chỗ nào mình chưa lấy không nhỉ? Máy. Mẹ đó rồi. Bây giờ mình tìm cách để gọi là phong ấn được cái thằng vong hồn cầm kiếm kia. Bà này bị phong ấn mẹ rồi. Ơ đây. Ơ ơ ngon. What the fuck. Ủa tự nhiên mọc đâu ra chìa khóa đây. What the fuck. Từ từ đã, từ từ tôi vào phòng sếp đã. Đệt, chắc là mình bỏ lỡ một cái sự kiện gì đấy, tự nhiên ma mọc đôi chìa khóa. Ngon 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 ngon. Cái này gọi là người ta trời thương. Đấy, anh em thấy hiệu quả của việc thắp hương nhiều chưa? Bồ Tát phù hộ ngay. Bồ Tát phù hộ ngay, chìa khóa đồng thau 5. Cái này là nằm ở chỗ nào nhỉ? Bản đồ xem nào, chìa khóa nào. Là cái này đúng không? Là hình con chim mà. Hình con chim nó nằm chỗ nào anh em nhỉ? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hình con chim đúng nhỉ? Ừ đúng, hình con chim nó nằm chỗ nào anh em? Thư phòng nó nằm chỗ nào ấy? Mẹ bản đồ toàn tiếng Trung ạ. Cha nhìn được cái mẹ gì. Không phải chìa khóa này. Hy vọng là đây. Cũng đéo phải luôn ạ. Có chỗ nào nhỉ? Cuối bản đồ bên phải. Cuối bản đồ bên phải à? Từ từ. Tôi vào phòng kia đã. Ông có phải đứng ngoài đây nữa. Mấy con kia nó đớp liền. Đớp liền luôn. Tôi định hình được xem cái bên phải nằm đâu. Mở bản đồ lên đúng không? Cuối bản đồ bên phải. Đây là cái phòng này là phòng có chìa khóa của thằng kia đang cầm này. Hai phòng này chưa có khóa vào này. Phòng này thì đang bị phong ấn này. Phòng con mình này.
Phòng này là con phòng con nô tỳ kia thắt cổ này. Cái phòng này không có gì này. Phòng này phòng mình đang đứng, phòng sếp này. Bên cạnh là phòng cái đầu lâu này, phòng trà đây này. Đấy, phòng của bà nhũ mẫu này. Cái phòng này là phòng này là phòng trước mặt mình đúng không? Trước mặt thì chưa qua được. Ôi. Trước mặt chưa qua được thì còn cái phòng nào nữa? Phòng này là phòng cuối hành lang. À, phòng này cũng đi rồi. Thế thì còn phòng này với phòng này. Phòng này ở trên cầu thang à? Cuối bản đồ đấy không anh em? Hay là phòng này à? Chỉ còn hai phòng này thôi. Thế thì tôi sẽ qua thử xem hai phòng này có được cái phòng nào không nhá. Từ từ tôi xếp cái đã. À mà xếp rồi. Xếp là mẹ đi. Đi đến cầu thang nằm đâu ta? Cầu thang đi bên đây. Cuối bản đồ bên phải đúng không? Bên này đúng không? Trói hắn lại. Thả tôi ra. Vãi nồi. Thả tôi ra. Phòng này phong ấn rồi anh em ơi. Phòng này chưa không mở được. Phòng này không cần khóa. Anh em có nghe gì không? Bảo thả tôi ra kìa. Thế thì còn một phòng bên kia thôi. Đẹp. Tôi về tôi xếp game cái đã. Má sợ lắm, sợ lắm. Đối diện phòng sếp anh ơi. À phòng à đối diện phòng sếp à? Thế thì dễ. Thế qua phòng sếp thôi. Má tự nhiên cứ tối tối lại xong rồi nhạc rùng rợn nó đi lên sợ vãi rồi. Tôi bị ám ảnh cái game Outlast là có tiếng nhạc là có tiếng nhạc ngân lên cái là tôi cuống. Chả biết làm mẹ gì. Đây à? Đúng rồi, đây. Đúng rồi, hai con chim. What the fuck? Không phải chuyện này anh em ơi. Không phải rồi. Còn một phòng cuối cùng thôi. Còn một phòng bên này nữa. Mẹ, tiếng đóng cửa mở cửa. Thôi chạy đi, 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 nó đến rồi kìa. Nó đến rồi kìa. Nó lại đến rồi, nó lại đến rồi. Phòng phong ấn đó là phòng con ma nữ. Là phòng cái con Đinh Hương hả? À rồi ok. Còn một phòng nữa thôi. Cái gì? Ủa? Ủa? Ui phòng niệm Phật mà. Thắp hương cái coi. Phòng niệm Phật mà cũng màu xanh được kìa. Lag game con mẹ nó rồi. Ủa? Ủa? Ê. What the fuck? Phòng niệm Phật mà cũng bị màu xanh ạ. Mai nổi. Còn một phòng thôi. Phòng bên này nữa. Sư nó âm u. Game nó âm u vãi nổi. Hy vọng là được, hy vọng là được, hy vọng là được, hy vọng là được. Cũng con chim này. Chắc là được mẹ rồi. Hay lắm. Rồi. Nice. Tôi thắp. Nến đâu? Ui có ai đến anh em ơi. Có người đến anh em ơi. Có người đến anh em ơi. Đợi tao lag. Phật. Phật bị lag nữa.
Bây giờ vào phòng này được rồi, làm gì anh em ơi? Phòng này chắc chắn là phải có cái gì đấy để gọi là phong ấn cái con... Ê! Nữa kìa! Tiếng này tiếng chân con ma nữ này. Chuẩn mẹ luôn. Tiếng chân con ma nữ luôn. Ủa nó không đi à, nó vẫn cứ đứng quanh quanh đây này. Đi đi, ở đây làm gì? Rồi hết rồi. Hết rồi. Diêm anh em ạ, ngon. Đây mình thắp nến lên được rồi. Ủa, đủ má lấy cái này làm gì? Từ mình thắp nến cái phòng này lên ạ. Giấy tờ gì không? Đủ này. Một mảnh giấy này. Cái ký liệu tiên sinh 10 nha. À, đây rồi. Vậy là mình lấy được cái cục nến trong kia ra rồi. Ui. Nó đến, 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 nó đến. Đúng mà, từ từ tao lút xong đã. Nhật ký của Liễu Tiên Sinh 10 đúng không? Mình sẽ đọc nhật ký của Liễu Tiên Sinh 10. Trong dịp Tết Nguyên Đán này, Minh Nhi nó gần như thổi tung cả mái nhà. Tôi không thể tin tưởng Vương Vĩnh trong chuyện chế pháo hoa được được nữa. Lần tới tôi sẽ xuống phố mua vài cái pháo hoa. Chỉ là việc pháo hoa thôi. À cái này là pháo hoa à? Pháo hoa bị hỏng. Chắc là mình sẽ để lên chỗ cái pháo hoa kia để mình lấy cái pháo hoa kia, pháo hoa xịn kia. Nhưng mà mục đích của cái pháo hoa là gì mình cũng chưa biết. Mở cửa ra sẵn. Còn gì lút được nữa không? Lút được nữa. Dây diêm nữa này. Mảnh giấy nữa này. Báu vật của Âm Trung. À, là báu vật của cái thằng quản gia Âm Trung ấy. Ngoài lão gia và phu nhân, chỉ có Âm Trung mới sở hữu chìa khóa của ngân khố. Và ông ta luôn giữ nó bên mình. À, vậy là báu vật của cái thằng quản gia đấy là một cái chìa khóa. Là mình phải tìm cái chìa khóa đấy để mình phong ấn được cái thằng quản gia đấy để mình mới được lên được trên tầng. Nữa kìa, nó lại đến rồi. Có đến không? Đến là đèn nó chuyển sang màu xanh. Nhưng mà quan trọng là mình lấy cái... Mình có một bức tranh này. Một cái pháo hoa bị hỏng và một... Cái diêm mình dùng cái đấy làm mẹ gì. Đây còn gì không? Úi dồi. Vãi nồi ạ. Cái gì đây? Một người phụ nữ đang cho con bú và một bộ xương. Ơ, có cái gì đây? Ô, cái gì đây anh em? Không thể dùng được. Không thể dùng được. Ơ được này. Ơ không được. À rồi hiểu rồi, hiểu hiểu. Thế có nghĩa là bây giờ mình phải lấy cái pháo hoa xịn kia xong mình nhét vào đây này. Rồi mình làm gì nữa mình không biết này. Nhét pháo hoa làm đây làm mẹ gì. Ý, nó lại đến rồi, nó lại đến rồi. Nó lại đến rồi, nó lại đến rồi, nó đến rồi, nó đến, nó đến, nó đến, nó đến, nó đến. À thế dễ rồi, bây giờ mình phải đi qua mình lấy cái pháo hoa kia là được cái gì. Nhưng mà mình chưa biết là trong phòng này còn gì, mình chưa loot hết, mình phải tìm hiểu đã. Nhét vào rồi dùng que diêm đốt. Ok, nhưng mà cái pháo hoa này là pháo hoa hỏng rồi. Mình phải dùng cái pháo hoa xịn ở bên phòng bên kia. Hiểu rồi.
Game này sao làm khó được tôi anh em. Game này game giải đố mà. Quan trọng là con kia nó chưa đi á. Rồi nó đi rồi. Tìm xem phòng này có gì không. Tủ này hết rồi. Cái này nó hay giấu nhiều khi mình đéo biết được mà lần đấy. Cái bàn này có gì không? Tủ này. Ấy, đấy, thấy chưa? Báu vật của Vương Vĩnh. Vương Vĩnh thường ở trong phòng một mình ngắm thẻ quân nhân. À, nhớ lại những ngày đi theo lão gia ra chiến trận. Vậy có nghĩa là cái báu vật của thằng này là một cái thẻ quân nhân. Mình sẽ tìm cái thẻ quân nhân để mình gọi là phong ấn nó. Một que diêm nữa. Đủ má nó lại đến rồi. Đốt nhang đi anh. Ừ anh đang định về phòng đốt nhang nhưng tìm xem phòng này còn cái gì nữa. Chắc phòng này hết rồi. Các anh ơi cho em về bình an đi, đừng lùa em nữa. Cho em về đi. Rồi, sống rồi anh em ạ. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là đi lấy cái gì đây? Lấy cái pháo hoa xịn kia thôi, đổi đổi cái này. Này đúng đây rồi đấy. Bây giờ mình bỏ cái kia lại, cứ hỏng đâu hỏng đây đấy. Thế tôi dễ mà, về tôi xếp cái nữa là an toàn. Mình cứ làm từng bước như này là xong mà. Con game này dễ thôi. Tao tưởng nó khó lắm. Ai ngờ. Rồi. Bây giờ mình quay trở lại phòng. Thư phòng kia đúng không? Quay trở lại thư phòng đốt cái pháo này cho nó nổ cái chỗ kia ra. Xem có được cái gì không? Gì trong đấy không? Mẹ thằng nhân vật này đi nhanh lên. Đi chậm vãi đuổi trong ao lát chạy đến nơi lúc lâu rồi. Chắc là nhân vật trong ao lát mà vào đây có khi chấp mấy ma luôn. Đố anh bắt được em luôn. Mình tắt đèn đi chắc ăn nhỉ. Tắt đèn đi. Ê! Ủa? Đây. Không được anh em ạ. Mình đốt cái là mình chết luôn. Phải làm gì nữa cơ? Không được. Mẹ, tôi nghĩ là nó sẽ dễ. Tôi nghĩ là nó sẽ dễ, ai ngờ đúng mà. Đặt pháo hoa đốt tranh bên kia là mình phải đốt tranh à. Đốt xong chạy à, đốt tranh à, được được được, thế thì dễ hiểu. Mẹ nhân vật chạy được 2 bước rồi nó thở mẹ rồi.
đây đúng không? Đặt vào. Đốt chanh. À đúng rồi này, chuẩn mẹ luôn. Thank you anh em. Mình có thời gian mình chạy rồi. Ui nó đến lúc lúc vậy. Ủa không được anh em ơi. Nó không nổ kìa. Mà đi lâu thế. Ơ ừ. Vay nổi ạ. Đệt. Đều ma nó cháy chanh nhưng nó không nổ. Mẹ kỳ tích vãi nổi. Hay lắm. Đây nó cho còn cho mình target vào nữa này. Không được. Ơ được này. À đủ là mình phải nhét cái chanh khác vào. Hiểu hiểu hiểu. Giờ đốt được không? Chạy. Lần này thì được, lần này thì ok. Lấy. Lần này thì ô con mẹ nó kê luôn. Đấy, nó đến đấy. Con nghe tiếng động nó đến đấy. Hai đứa luôn lúc. Hai đứa luôn lúc. Má nhìn mà tức. Nghe mà tức chứ. Đi chưa? Đi rồi đấy. Rồi. Rồi vào đúng không? Nhưng mà lửa này vào sao? Đéo được anh em ơi. Lửa này không vào được. Lửa này không vào được rồi. Rồi làm sao được? Nước đâu có nước không? À rồi. À nhớ rồi. Chỗ đoạn kia, chỗ cái phòng kia vẫn còn nước đúng không? Đầu má nó lại đến rồi. Lấy nước dập lửa. Ờ à, rồi nhớ rồi. Ở chỗ kia có nước. Rồi đi lấy nước thôi. Ấy không đi. Ui. Nhanh lên em ơi. Nhanh lên em ơi. Anh em ơi, về niệm Phật em ơi. Mà kiếp trước đeo hiểu sống sao. Này toàn bị ma rượt. Lưu cái đã. Rồi, ngon. Bây giờ mình qua mình lấy nước thôi được. Qua mình lấy nước. Có cần cái gì múc không anh em? Hay là mình chỉ cầm cái thau ấy đi được nhỉ? Bà này phong ấn mẹ rồi. Đố bà bắt được tôi luôn. À lấy được rồi. Đố bà bắt được tôi luôn. Rồi về xếp cái đã. Về tôi xếp cái đã. Tôi về tôi xếp cái đã. Rồi. Giờ quay lại dập lửa đúng không? Lại dập lửa thôi chứ có mẹ gì đâu. Dễ mà. Xô nước. Xô có nước bỏ túi thôi lúc này. Game nó làm logic vãi nổi. Cầm được cả xô nước bỏ túi luôn. Ờ, à, đây. Một gáo nước lạnh này. Xời.
Dễ quá nhỉ. Giờ này có mẹ gì không? À ngon, chìa khóa này. Lại là một cái chìa khóa này nữa. Một cái chìa khóa hình mấy con chim đúng không? Ờ đúng rồi, chìa khóa mấy con chim. Cái này mở ở đâu nhỉ? Về thôi, về thôi, về thôi, về thôi. Ui, ở đâu ra vậy? Mà anh ơi, ra cho em anh ơi. Đẹp mà. Đéo hiểu anh ở đâu ra. Đẹp mà, tự nhiên anh teleport đến nơi luôn. Cay vãi nồi. Giờ mở anh nhá, anh chơi bẩn vãi nồi. Đéo ai chơi teleport vậy bao giờ đâu. Mà không nghe tiếng chân tự nhiên teleport đến nơi luôn. Chơi dơ vãi nồi. Anh cứ chờ đấy, đủ má, tí nữa tôi phong ấn cho chừa. Tí nữa tôi phong ấn cho ngồi mà rên. Lấy chìa khóa chuột nhanh. Chuột nhanh, chuột nhanh, chuột nhanh. Chuột nhanh, chuột nhanh, chuột nhanh, chuột nhanh, chuột nhanh. Chui vào tủ đó. Chờ xem nó có đến không. Chờ xem nó có đến không. Nó không đến rồi anh em ạ. Có nghĩa là mình đi được. Có nghĩa là mình đi được rồi. Không đến có nghĩa là mình đi được đúng không? Không đến có nghĩa là mình đi được. Save game thôi. Save game thôi. Đâu rồi? Ra đây. Giờ chấp mẹ luôn. Giờ chấp luôn. Rồi. Vậy là tôi đã có một cái chìa khóa nữa rồi. Và tôi đã có một chìa khóa này rồi, chìa khóa đồng 5. Chìa đồng 5. Thì bây giờ nó mở cửa nào nhỉ? Bây giờ còn có mấy cửa thôi. Còn có hai hay ba cái cửa thôi. Là nó mở cửa có hình con chim này. Khóa có hình con chim. Phòng gần đầu. Nãy giờ phong ấn được ở Liêm Phong được con nào chưa anh? Em mới ra ngoài. Nãy giờ gần hết, sắp end game rồi em ơi, sắp hết game rồi. Con này à? Đúng rồi. Chim còn lại đây rồi. Con chim nho nhỏ. Con chim nho nhỏ từ từ đã, phòng này nối liền với phòng này đúng không? Đấy, tôi biết ngay mà. Tôi xếp game cái đã. Ê, ê, ê. Giờ sao? Nó lùa tôi kìa. Lại lại. Địt cụ nó lại lag rồi. Vãi nồi. Nó lại lag mẹ phòng Phật tổ. Phật lại lag mẹ nó rồi. Đấy, 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 đấy. Ừ, rồi sao? Phật đúng, Phật cục lác ạ. Sắp end game rồi à? Ừ, anh em không chịu theo dõi gì. Nó cho mình cái phòng này là sẽ có cái gì đây? Để tao bắt wifi. cái gì đây? Mình nhận được cái gì này? Chi tiết. Mộc bài 4. Mộc bài đây làm gì anh em? Một bài à. Tủ này không có cái gì. Có mảnh giấy này.
Nhật ký của Liễu tiên sinh Vĩnh à, Vương Vĩnh canh gác kho suốt, tôi không thể nào vào ngân khố được, dẹp đi. À, tiền tiết kiệm đủ để làm được nơi khác tốt hơn mà. Là có nghĩa là thằng thằng này muốn vào kho để trộm tiền à? Giờ quay lại phòng có tranh, chính giờ. Phòng có tranh, phòng có tranh, phòng có tranh. Đấy cái gì đây? Mộc bài bị kẹp. Phòng có tranh là có nến này. Đây có diêm này, đốt nến, đốt diêm. Phòng có tranh là phòng nào nhỉ? Xem giờ đã. Giờ đã, xem giờ xem đâu anh em. Đủ ma búa của Thò anh em ạ. Búa Thò này, búa Thò phiên bản đời đầu đây. Nếu anh em chưa biết thì búa đây là búa Thò đời đầu nha anh em. Nhìn chất lượng vãi nồi không? Bằng vàng luôn nha. Xem giờ đây là anh em. Mấy giờ? Đây là 4:30. Chi tiết câu đối phòng triển lãm. Câu đối của phòng triển lãm. Bây giờ là 9:04 chỉnh đi anh ơi. Đây trên đồng hồ này nó ghi là 4:30 này anh em. Rồi sao nữa? Đồng hồ này ghi 4:30 này. Ra phòng tranh đi. Phòng tranh là phòng hồi nãy mình đốt tranh hả? Ờ rồi ok, để xếp cái đã. 4:30 là phải căn đúng 4:30 vào phòng tranh à? Chỉnh thời gian giống như vậy. Chỉnh cái gì nhỉ? Chắc là mình chưa vào, mình chưa đấy. Chỉnh cái gì đó. Tắt đèn này cho nó không đến. Chỉnh cái gì anh em? Trong này hết mẹ rồi còn đâu nữa. Bộ quan phục này. Quan phục này như kiểu quan phục thời nhà Thanh ấy nhở. Ừ mà đúng mà. Trong ta thấy nhân vật trong này toàn để tóc đuôi sam. Có nghĩa là thời nhà Thanh con mẹ rồi. Là cái đồng hồ này à? Ở trong này nó có cái gì này? Trong này có một cái lệnh bài nữa này. E. À rồi bây giờ mình chỉnh cho thời gian bằng với cái kia đúng không? Là 4:30 à? Mật mã phòng bí mật hay gì đó. 4:30. À ngon. Thank you anh em. Được rồi này. Mình có 4. Là mình có 3 mảnh rồi. Một bài. Úi dồi ôi. Bây giờ tôi có 3 cái rồi. 1, 2, 3. Cái này còn bị kẹt nữa chứ. Từ tôi về tôi xếp game đã. Chắc ăn, chắc cú là phải vậy. Đấy, tôi cứ đi trong bóng tối như này thì con ma nào tìm được tôi. Con ma này kiểu như nó chỉ thu hút bởi ánh đèn thôi. Nhầm, xếp game mới nhỉ. Bây giờ làm gì anh em? Bây giờ tôi có mấy cái tấm này rồi. Nó chỉ ghi là mộc bài thôi chứ chả có mẹ gì. Phòng này còn cái gì chưa lấy không? À đây mấy cái tủ này chưa mở. Ôi chả có gì. Ôi trong này có gì này. Chưa mở được trong này anh em ạ. Cái tủ này bị gì không mở rồi. Tìm đủ tất cả mộc bài. Mình có 3 cái mộc bài rồi. Một cái bị kẹp. Hay là 4 cái rồi.
Hình như cái này là bốn cái rồi sao này? Ờ đúng rồi, bốn cái rồi. Mình có bốn cái mục bài rồi nhưng mà một cái là nó bị kẹt, giờ làm sao nữa? Mục bài số 4, mục bài số 3, mục bài số chắc đây là 1 và 2 rồi. Sẽ niêm phong được một đứa chắc là vậy. À vậy à, cái này là niêm phong quái à? Này còn mẹ gì nữa đâu. Chả con mẹ gì. Ui. Thôi, 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 thôi. Ui con ma nữ, con ma nữ, con ma nữ, con ma nữ. Số. Sợ vãi nồi. Chắc để lắp vào cái gì đó. Cái này lắp vào cái gì? À hay là dùng mấy cái lệnh bài này để bắt cái thằng ba cầm 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 kiếm kia anh em. Từ để vào cái test nhá. À mình cầm bốn cái lệnh bài này là mấy con ma sẽ không làm gì mình nữa. Ui. Từ để tôi test nhá. Để xem có đúng không. Đúng như đồn đại không. Đây, mày vào đây. Mày vào đây. Tao có lệnh bài rồi nhá. Tao có lệnh bài rồi nhá. Ủa? Đệt. Không phải á. Một thí nghiệm ngu. Không được anh em ạ. Lệnh bài làm gì? Hay là có lệnh bài này rồi thì vào cái chỗ kia lấy được chìa khóa nhỉ? Qua phòng đó. Phòng đó là phòng nào anh em? Là có phòng này cái gì? Đúng không? Phòng này đúng không? Giờ lấy được chìa khóa rồi đúng không? Đến, vẫn không được. Mày giết. Mày bắt ai? Mày bắt ai? Mẹ. Nó cầm kiếm mình cầm thương cái nó sợ ngay. Phòng lồng chim đó. Lồng chim đồng hồ đó. Thế à? Thật cú lừa. À thế là mình phải qua cái phòng lồng chim đồng hồ à? Là bên cạnh phòng sếp đúng không? Mẹ game này kiểu phải giải đố nữa. Khó thực sự. Đây rồi. Phòng lồng chim và đồng hồ đây rồi anh em. Để làm gì nữa? Cầm búa tho đập à? Cầm búa tho đập. Không cầm được. Đây tủ có gì này? Gắn các lệnh bài lên cột. Đây à? Ở đây này. Khe quá cạn không thể giữ. Không được. Mình phải làm cái gì mới được cơ. Khe quá cạn không thể giữ. Còn cái cột nào nữa không? Cột này à? Cũng không được anh em ạ. Nó đâu rồi? Hơ vào nến cho nó tách cái lệnh kẹt ra anh. Cái nến này ta ghét được à? Đây lệnh bị kẹt đây. Ơ được. Ơ được rồi này anh. Thank you anh em. Thank you anh em, thank you anh em. Vậy là mình bốn có bốn cái mộc bài rồi. Ngon. Mộc bài phủ sáp.
À rồi, mình phủ sáp rồi à. À hiểu rồi. Vậy là mình phải phủ sáp để mình gắn lên mấy cái này đúng không? Chuẩn mẹ luôn. Sợ, quá dễ. Quá dễ. Hờ này. Hờ này. À thế thì dễ quá. Thế thì dễ quá. Úi, từ từ đã. Ui, hết pé nó rơi, hết pé một bài ra rồi. Cần keo siêu dính của Việt Nam. Mở mình thấy nó rơi ra, rơi như củi luộc. Lại rơi hết rồi. Rơi thì mình lại hơ. Rơi thì mình lại hơ. Rơi thì mình lại hơ. Lắp vào đúng không? Lắp vào đúng không? Cái này còn chưa. Rồi nó phải lắp nhanh anh em ạ. Khe quá cạn không thể bỏ một bài. Được mà. Hai cái này phủ sáp cả rồi. Gắn vào thôi. Gắn cái này nữa là xong. Đệt thịt mẹ nó lại rơi rồi. Cú tê nhở. Hình như mình lắp không đúng hay sao nó rơi ra ấy. Chết mẹ lại là một câu đố nữa. Cái này mà không có cách giải, không có cái nhật ký nào giải được thì làm sao mà giải được ra. Vương Vĩnh canh gác kho. Cần mật mã để lắp theo. Đúng rồi, chắc là phải vậy. Cái này chịu rồi. Đúng, tôi chịu chết luôn. Câu đố này. À, hay là đây à? Coi biểu tượng trên bài. Tượng đúng không? Mộc bài 1 này. Mộc bài 3 này, mộc bài 2, mộc bài 4 này. Hay là mình phải lắp theo thứ tự 1 2 3 4 nhỉ? 1 2 3 4. Ở có 4 cái cột thì mình lắp thêm 1 2 3 4. Ừ, được hay sao? Một này. Hai này. Rồi. Đây đầu tiên là sẽ là một này. Một đâu? Một này. Hai đâu? Hai này. Ba đâu? Ba này. Bốn này. Đệt. Nó lại rơi rồi anh em ạ. Không được, không phải rồi. Không phải rồi, không phải rồi, không phải rồi. Nó phải ạ. Có manh mối nào để mình gọi là mình chết mẹ tôi rồi. Rồi sao anh em? Mẹ, câu đố trong này nó hóc búa quá. Nó không cho tí manh mối nào thì làm sao mà lắp được game. Mấy cái cột có ký tự không? Ờ, để xem mấy cột có ký tự không. Chả có ký tự gì luôn. Không có anh em ạ. Bùa ngải thằng nào làm ra mà. Để mở đồ lên em xem. Đây rồi. Đây. Mộc bài 1, mộc bài 2, mộc bài 4, mộc bài 3 đây. Giờ sao anh em? Đây này.
Lô phốc của Lu nhá. Là sao anh em nhỉ? Vajivakilaka. Hết một lúc. Rồi, hơi hết một lúc thì cái đấy nhanh thôi, nhưng bây giờ làm sao để lắp lại cho nó đúng ấy. Bây giờ nãy giờ toàn lắp sai không à. Nó còn không cho mình ký tự gì nữa chứ. Có manh mối chỗ nào mình chưa thấy không nhỉ? Mình có sót manh mối nào không? Manh mối chỗ nào không ta? Cửa này thì không mở được rồi này. Cửa này chắc phải có cái gì đấy mở, hay hoặc là phải gắn đúng cái thẻ thì cửa này mới mở này. Mở em xem lại ký tự. Đây, đây anh em. Ký tự này đây. Nó có tên là một bài 1, một bài 2, một bài 3, một bài 4 đây. Và một con dao nữa. Hay là dùng con dao để quét cho nó mấy cái lỗ nó sâu hơn nhỉ, để mình gắn vào nhỉ. Để thử nhá. Đấy nhá, để mình thử xem quét được không. Cũng không được, không quét được ạ. Game nó đều cho mình quét. Mấy cái tủ dưới đây cũng chả mở được. Đây, ký tự đây anh em. Google tài trợ cho buổi live này. Chả nhẽ lại vào Google ý tìm thì lại đa quá. Anh em cùng nhau tìm hiểu chứ. Anh em cùng nhau giải đố những con bài hóc búa như thế này nó mới hay. Tình anh em mình để thêm khăng khít. Tiếng Anh tôi còn biết chút chút, tiếng Trung thì chịu. Em hiểu rồi. Ôi, anh em có cao kiến gì anh em cứ comment nhá. Anh em comment cao kiến cho mình mở mang tầm mắt đi. Mình đéo hiểu kiểu gì luôn á. Thế tiếng Trung chịu. Anh Thái à, anh thấy cái P và Q không? Rồi, thấy rồi. Là cái này đúng không? À hai cái này à? Cái đó ở giữa P và Q à? P và Q là cái này à? Đấy cái này. Cái này đúng không? 14 à. 14 là cho vào giữa. Cho luôn. Đây, rồi. Cho vào giữa. ALTF4 là gợi ý. Rồi, ok, cái này là một ở giữa rồi. À, vậy thì còn hai cái này cũng giống hình cái này này. Mình có phải để cùng chiều cho nó giống không? Có phải là cái này là để hai bên chiều cho giống hình cái này không? Tại vì mình thấy là hai bên này có hai cái cột. Mình nghĩ là được đấy, để thử xem. Hai chữ Q đúng không? Q chữ P. Đây. Để mở nó rơi mẹ rồi. Thế thì từ từ nha, để anh em ta cùng sâu chuỗi lại những sự kiện nha. Cái này thì theo ý anh em thì sẽ để ở giữa. Còn hai cái này mình cảm giác như là nó giống, rất giống cái này này. Thì mình sẽ xếp làm sao cho nó hợp với từ này. Còn riêng một cái còn lại thì mình sẽ để chỗ khác. Bây giờ anh em ta làm nhanh nhá. Được rồi. Để hai bên được rồi. Tôi hiểu ý anh em rồi. Anh em cũng hiểu ý tôi rồi. Lắp cả đúng không? Ok. Lắp cái này ở giữa này. Cái này. Đây. Nhanh lên. Này đây. Thì còn chắc chắn là cái này sẽ là ở đây. Để đéo phải anh em ơi. Không phải anh em ơi. Không phải rồi.
Phải rồi, sai rồi anh em ơi, nghe đâu tất cả đâu phạm tài nha. Bây giờ sao giờ? Hay là cho mình cho cái này ở giữa, cho là cái này ở giữa, xong cho cái này hai bên, rồi cho cái này cho bên kia. Lại kho đồ, lại kho đồ à? Ngon. Lại kho đồ, rồi một cái ở giữa là sao? Được nha, bây giờ tôi lại kho đồ cho anh em. Chắc là cũng phải có manh mối gì đấy. Quay lại đi anh. Ui đủ má, quá trễ rồi em ơi. Nó đang lùa theo anh em ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi nha. Lại phòng gắn đi anh. Đây, phòng gắn đây anh em. Phòng gắn đây rồi. Q và P, à P và Q là ở hai bên. Rồi em, anh em cứ comment đi để mình làm theo, không có cái này nó nhanh lắm. Q và P hai bên là có nghĩa là cái này và cái này. À P đây, Q đây. 1 và 2 nó sẽ nằm hai bên. Là bên này với bên này. Cái còn lại là TT à? TT hay QP? Nếu mà hai cái này nằm hai bên rồi thì còn hai cái này thôi. Một trong hai cái này thì mình sẽ làm lại như hồi nãy. Ờ rồi, tôi hiểu rồi. Nếu hồi nãy mình đã làm cái này không được rồi, chắc chắn là sẽ là cái này. Anh em nói như thế thì tôi hiểu rồi. Thank you anh em. Đây. Cái này là P này. Lắp theo thứ tự gì? Cái này là Q này. Cái này là T và T này. Cái này. Xời, chuẩn mẹ luôn. Đây, cái QQ, QP, PQ nó nằm đây. Ok, thank you anh em, nó mở cái cửa này rồi. À, chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa. Chìa khóa tròn à. Tôi xếp game cái đã. Lú quá, con game này lú quá. Rồi, anh em trong kênh thông minh vãi nồi. Chìa khóa này thì mình sẽ dùng đồ nào bây giờ? Chìa khóa này. À đây rồi. À thế rồi, tôi nhớ rồi. Đang còn một cái bên đây nữa. Má ơi đừng ra má ơi. Đéo hiểu kiểu gì. Chuẩn mẹ luôn. Rồi. À đây rồi, tôi tìm thấy hình nhân của thằng này rồi. Bây giờ làm thế nào để tự phong ấn được nó? Anh em kênh Paiki toàn thánh giải đố chuyện. Toàn anh em thông minh. Hồi nãy mình đọc là cái gì nhỉ? Một cái huân chương của nó đúng không? Bây giờ mình phải tìm cái huân chương của thằng này để gọi là giải phong ấn của nó. À quên, phong ấn nó lại. Huân chương nó nằm chỗ nào anh em? Không thể dùng được. Ủa kia, thằng này như kiểu là tự sát này. Chắc là thằng này làm thủ kho đúng không? Thủ kho hay gì, chắc bị trộm hay bị gì bị tự sát luôn. Thằng này có mẹ gì đâu. Chả mở được. Cái gì đây? Còn trôi nấp dưới bàn. À đây anh em, đây, có huân chương đây rồi. Ôi ôi, cái cửa này phong ấn rồi. À... Ủa giờ sao?
Sao anh em ơi? Căng thế nhở? Hay là cái đoạn đấy mình phải làm nhanh nhờ, mình gọi là mình lấy cái phải làm nhanh ở đấy, mình cũng nghĩ vậy. Thế thì thằng này chết rồi, thằng này thế là hỏng rồi, thằng này thế là hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng 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 rồi anh em ạ. Thì phải quán này là phải làm nhanh tay, nhanh tay anh em ạ, chứ không là rồi. Anh em sẵn sàng chưa? Anh em sẵn sàng chưa? Tôi đến ba này, đến ba chúng ta sẽ làm ngay này, không là kệ con mẹ ốm. À rồi, mình sẽ lấy cái này, nó sẽ lao vào, mình sẽ lao vại, mình niệm thần chú luôn. 3 2 1 đấy. Chơi. Rồi. W. A. D. S. Chết con mẹ mày đi. Rồi. Rồi. Ta là một đấng nam nhi chân chính, không giống như phu nhân lăng loàn kia. Tội nghiệp lão gia quá. À thằng này là kiểu như thằng này phụng mệnh cho cái ông tướng quân trong cái nhà này. Và thằng này cũng biết chuyện là cái bà phu nhân kia kiếp trước của mình ấy, kiếp trước của cái bản của nhân vật này ấy là lăng loàn, là cái đồ lăng loàn. Lăng loàn anh em ạ. Chết mẹ rồi. À... Con kia nó đến rồi anh em ơi. Con kia nó đến rồi. Con kia nó đến rồi, con kia nó đến rồi. Ê, thôi. Thôi, cho tao xếp cái nào. Trời, cho tao xếp cái nào. Trời ơi, tao chưa xếp nữa. Thôi. 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 Thôi mà. Thôi mà, tuổi gì bắt anh mày. Đâu? Mày đâu? Sợ. Nó tuổi gì bắt mình anh em. À mình đang nói chưa hết, là có nghĩa là cái ông kia phụng mệnh à, phụng sự cho cái gọi là ông tướng quân trong cái khu nhà này, và ông ấy biết là cái bà phu nhân là một một người lăng loàn. Ông ấy cảm thấy thương cho tướng quân. Đấy, nó chỉ có vậy thôi. Một vị tướng tốt, một vị bảo vệ tốt. Đấy, anh em nếu mà sau này mà làm ông to bà lớn thì thuê là thuê những người bảo vệ như vậy nhá. Những người gọi là hết toàn tâm toàn ý vì mình. Được rồi, thế thì mình đã phong ấn được cái thằng hộ vệ kia rồi. Mình qua mình lấy chìa khóa thôi. À xong. Con kia rồi. Kia sợ quá chạy. Ui nó sắp đến rồi. Nó đến rồi anh em, nó đến. Nó đến rồi, nó đến rồi. Nó đến rồi anh em ạ. Rồi nó đi rồi. Ôi chết mẹ rồi. Nó lại đến rồi. Má. Cắm mắt trong này sao ấy? Camera trong này không? Tối khó ngủ nghe. Bình thường mà, game bình thường, game có sợ gì đâu anh em. Tôi cảm giác như game này, con game này nó quá bình thường đối với tôi. Ok, mình có chìa khóa rồi. Chìa khóa này dẫn đến phòng nào thì tôi chưa biết. Rồi, từ từ tôi trốn trong đây đã. Còn mà I see you. Đấy, nó lại đến nữa rồi. Từ từ tôi núp trong này an toàn rồi thì tôi đọc cái mẫu nào không nhỉ? Hình như tôi đọc hết rồi ấy.
Đây, nhật ký của Liễu Tiên Sinh thì còn có mấy chương nữa thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Thế thì tôi có cái này, chìa khóa tròn à. Chìa khóa tròn. Chìa khóa tròn. Chìa khóa tròn thì lại mở cái này à. Cái này nó nằm ở đâu anh em? Chìa khóa tròn nhưng lại màu cam. Úi dồi ôi, có người người nước ngoài vào comment cỡ hello hello bro. Đấy, kênh toàn nước người nước ngoài không bảo sao ở à, đây này bảo sao họ không comment cũng đúng thôi, toàn người xem ít người comment bởi vì họ có biết cái mẹ gì đâu comment. Tôi mở cửa xem có gì đâu. Ui nó đến rồi, nó đến, nó đến, nó đến, nó đến, nó đến rồi anh em ơi. Nó lại đến rồi. Ui. Ui. Em nhớ có một cái mình vừa nhặt được cái gì nhỉ? Con má con ma nhây và là thề luôn. Mình tìm được cái gì ấy? Đâu nhỉ? Đâu? Đây đây. Đâu? Nhật ký à? Nhật ký của Liễu Tiên Sinh à? Ký của Liễu Tiên Sinh đâu có cái này, đọc hết rồi. À, câu đố phòng triển lãm này. Đệt. Vai nổi ạ. Thề luôn, toàn tiếng Trung. Toàn tiếng Trung, cha hiếu mẹ gì. Câu đố phòng triển lãm. Vai nổi. Để con ma nó đi quanh quanh đây anh em ạ. Đờ mơ. Em dịch dùm được. Đây đây đây. Ok. Thế thì anh em dịch giúp tôi ra. Để tôi mở lên cho anh em dịch. Đâu nhỉ? Đây câu đố đây. Đây. Nó là một nùi tiếng Anh, à, một nùi tiếng Trung như thế này. Tôi làm sao mà biết được nó như thế nào. Nếu hiểu sao game game đã xuất bản sang gọi là sang tất cả các nước trên toàn thế giới rồi mà vấn đề tiếng Trung thì bố ai mà đọc được. Đây anh em dịch giúp tôi với. Được chưa anh em? Thôi được rồi, từ từ tôi ra ngoài đã. Con ma kia nó đi rồi. Tủ này không có gì cả. Đấy một mảnh giấy nữa này. Để lại tiếng Trung. Đeo con diêm. Một mảnh giấy nữa này. Từ từ. Úi dồi ôi, chết mẹ tôi rồi. Quán này lại giải đố anh em ơi. Từ từ, tôi vào tủ cái đã. Lại giải đố rồi anh em ơi. Quỳ xuống trước cổng cung điện trường quan để hỏi riêng lưu để xem cảnh trăng. Tôi chịu 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 chịu. Nhìn đọc và khó hiểu rồi. Đây mình vừa tìm được cái gì đây? Câu đối của y phòng. Mật mã của y phòng và mã hoa văn. Thôi chết mẹ rồi. Thế thì mình phải giải đố được cái phòng cái chỗ đoạn kia rồi. Cái này là y này. Chữ y này. Chữ y này, chữ định chữ y đúng không? Chữ a ta. Nhân. Ừ, giống chữ này giống chữ nhân quá. Người, nhân là người đấy. Ừ đúng nhân, chữ nhân đấy. Nhân thì đây cũng là nhân này, nhân nhân chi sơ, nhân chi sơ tính bản thiện à, cái gì nhỉ, thì bạn ngày xưa mình đọc cái câu gì nhân chi sơ tính bản thiện, nhân chi sơ tính bản, nhân chi sơ là sở vũ mẹ. Nhân chi sơ.
sơ nhân này, nhân là số 03 nữa. Và nó tương ứng với số 03 ở đây anh em ạ. Nhân là người đấy, nhân là người đấy, nhân chi sơ tính bản thiện đấy. Có khi nào không? Nhân chi sơ tính bản thiện. Nhân chi sơ. Cũng cũng đúng mà. Đúng rồi. Nhân chi sơ. Nhân nhân chi sơ lại thừa chữ mẹ rồi. Đéo phải rồi. Cái này nó đánh dấu số 3, vậy có nghĩa là chữ này khớp với cái này, khớp với cái hình này. Đấy. Thì còn cái này nữa, mật mã phòng là mình phải đặt cái này là đầu tiên này. Để khó hiểu nhỉ. Tắt đèn cái đã. Tắt đèn của ta tố. Đây, đây chắc anh em nhìn rõ, nhìn cũng được không? Mình nhìn cũng được này. Nhân. Tôi thấy kiểu như là tôi có cảm giác như là tôi cũng hơi hơi gọi là nó cái gì nó loáng qua trong đầu tôi rồi hay sao ấy. Nhân à. Để mở khó thế nhỉ. Vậy là cái hình này khẳng định luôn, chắc chắn luôn là cái hình này đấy. Nhìn cái bảng chả khác gì bảng hóa trị. Bảng hóa trị tôi lại còn biết, tại vì ngày xưa tôi học được hóa. Khổ, ngày xưa tôi học giỏi hóa mà, tôi đi thi đại học tôi được 7 điểm rưỡi hóa mà anh em, lý tôi được 8 điểm, 8 điểm 5 lý, thi đại học luôn nhá, không đùa đâu. 12 1 6 cái thứ ba trên bàn là sao? Tôi vẫn chưa biết dùng cái này nào. Được, để từ từ nhá, tôi phân tích cho anh em này. Cái số 3 này thì nó khoanh tròn vào cái này rồi, là cái hình chéo 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 này, là có một cái hình gì chấm ở giữa. Thì nó tương đương với từ nhân. Mình sẽ đánh sang cái khung bên này thì cái từ nhân nó đứng đầu. Đấy, anh em hiểu không? Từ trái qua. Từ trái qua. Thế là hiểu rồi. Đây, từ này đúng không? Mình ta ghép vào được rồi này. Mười hai một sáu cái thứ ba trên bàn từ trái qua. 12 1 6 à, 12 là trên cái khung này đấy anh em. Lắp gì? Là mình lắp mấy cái thẻ này vào trong ấy. 12 16 từ trái qua là đếm từ trên đây này anh em. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 là cái này. Lắp vào đây. Đây. 12 này. 1 này là cái đây này. 1 này. 6 1 1 2 3 4 5 6 là cái này. Lắp vào đây. Và cái thứ ba ở trên bàn. 1 2 3. Đó phải anh em ơi. Không phải rồi. Nó phải là một cái gì đấy. Phải làm một cái gì đấy, mình phải làm theo câu đố này. Mình phải làm theo câu đố này. Câu đố đây rồi. Đây rồi. Mình chắc chắn là cái này rồi. Cái này sẽ là chữ Y. À, chữ nhân. Chữ nhân. Êm từ từ đã. Chữ nhân thì nó lại, chúng ta sẽ liên kết sang bên tờ bên này. Mười hai một cái thứ ba trên bàn và sáu. 12 1 cái thứ ba trên bàn và 6.
Hình như là cái này nó đổi rồi sao ấy. 12 này. 12 nằm đây đúng không? 12 này. 1 này. Cái thứ 3 trên bàn này. Và 6 này. Cũng không phải anh em ơi, nó đổi này, đấy, thấy chưa? Anh em nó thấy nó đổi chưa? Nó đổi liên thiên hết rồi. Cái này nó không theo một quy luật. Cứ mỗi lần sai nó sẽ đổi sang người khác. Thế thì mình phải giải được cái lời giải này rồi. Mà hóc búa thế. Từ từ anh em chờ tôi tí. Anh em chờ tôi tí. Tôi sẽ tự sát đi anh. Sao lại tự sát? Được rồi anh em cứ chờ tôi tí. Nếu mà không được thì tôi sẽ tự sát. Để cho nó refresh. Ý anh em là refresh lại đúng không? Cho nó làm lại mặc định ngay ban đầu đúng không? Được, tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng mà từ từ đã. Tôi muốn giải được câu đố này. Được rồi, anh em, tôi hiểu ý anh em rồi. Cho nó lặp lại cái đoạn ngay đầu đúng không? Nhân. Nhân là số 3. Đây là chắc là chữ nhân này. Thì tương đương với từ này, nhân. Nó sẽ nằm ô cuối cùng. Cái hình đấy sẽ nằm ô cuối cùng. Đấy, anh em, thấy được không? Anh em thấy gì lạ không? Sao mà cái này nó nằm ngang? Cái này nằm ngang này. Còn cái này sẽ là nằm dọc. Cái tờ giấy nó nằm dọc. Cái này nó nằm dọc. Cái tờ này nó nằm dọc xuống ở gì này? Như này này. Thì cái chữ này nó sẽ đứng đầu. Còn cái này ấy, anh em, nếu mà anh em xoay ngược cái tờ giấy này ra thì nó sẽ đứng đầu. Giống hệt như cái tờ này. Thế thì mình phải xếp theo cái thứ tự của nó. À, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa, à, tôi hình dung ra rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh em nhìn nhá. Chuột tôi đâu rồi? Anh em nhìn nhá, nó có 4. 4, 4, 4, 4. 4 dòng. Và 5 cột. Thì nếu như mình làm một dòng dưới như thế này nữa, nó sẽ ra là 4 dòng và 6 cột. Đúng không? Chuẩn mẹ luôn. Nó sẽ ra 4 dòng và 6 cột. Tương ứng với gọi là cái này. Tương ứng với cái câu thơ này. Đấy. 4 dòng 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng 4 dòng. 4 dòng và 6 cột chưa? 4 dòng đây. Anh em đọc ngang ra là 4 dòng này. 1 dòng này. 2 dòng này. 3 dòng này. 4 dòng này. 1 cột này. 2 cột. 3 cột. 4 cột, 5 cột, 6 cột. Chuẩn con mẹ nó luôn. Bây giờ là làm sao để có thể xếp cho nó gọi là chữ chữ nhân này là đứng đầu. Có nghĩa là cái hình này nó sẽ đứng đầu. Đứng đầu hoặc là đứng cuối. Thế thôi. Mình lấy cái giả thiết là cho nó đứng đầu đi. Nó đứng đầu đi. Cho cái này đi. Đứng lên đầu. Đấy. Rồi. Bây giờ còn mấy chữ kia nữa thôi. Mấy chữ kia thì mình sẽ tìm trong cái này. À, mệt thật sự luôn. Khát nước nữa. Từ này là từ gì đây? Ôi tôi chết mẹ rồi. Chết tôi rồi anh em ơi. Sai rồi. Chữ này là một vạch, hai vạch, ba vạch, bốn vạch. Thì làm đéo nào bốn vạch ta? Chết mẹ tôi sai rồi đúng không ạ? Giả thuyết của tôi nó sai mẹ rồi. Cày thế nhở? Reset anh ơi. Ờ rồi ok. Được rồi. Từ từ mình reset. Mình đoán bừa vài cái đã. Được. Được thì được. Được thôi nha. Được không? Đéo được à? Thôi chết, tôi từ từ. Nãy giờ xem chùa quen like. Chết. Anh em thế thì chết, chết tôi. Ma đâu rồi? Được rồi, em Ma đâu rồi, ra em ơi. Trời ơi, nhớ em quá. Ý, nhìn ghê vãi rồi. Thề luôn nhá, mình biết xác định, mình xác định là nó sẽ gặp mình rồi nhưng mình vẫn cứ sợ. Con ma này ớt quá. Rồi bây giờ sao anh em? Bây giờ sao?
Bây giờ sắp theo ký tự thứ tự như thế nào mà tôi cũng chả nhớ là tôi vào phòng nào nữa cơ. Còn bên này thì phải. Hình như là mình không bật đèn là con ma nó không vào đâu. Đây phòng này rồi. Chết mẹ, quên chưa lấy chìa khóa nữa. Nó đang theo sau tôi kìa. Nó theo sau tôi kìa. Từ anh em, tôi lấy chìa khóa xong tôi còn phải xếp nữa, không xếp là chết. Hôm nay phá đảo nha anh. Sắp phá đảo rồi à? Mình nghĩ là game này nó còn dài, sao phá đảo sớm thế? Anh em chờ tôi tí, tôi xếp game ngay nhá. Đủ má, nó đi xuyên tường anh em ơi, nó đi xuyên tường anh em ơi, nó đi xuyên tường. Con ma chó chết nó đi xuyên tường. Thế là game này sắp phát đảo rồi anh em. Dễ nhở? Mình nghĩ là nó còn lâu lắm, ai ngờ nó sắp phát đảo mẹ. Một tờ giấy này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Từ từ nha anh em nhé. Tôi tắt đèn xem nó có lại nó giết tôi không. Ý, nó biết rồi. Đây, con nô tỳ này nhìn ghê thật đấy. Chết mẹ ơi. Mình tắt đèn thế mà nó vẫn biết rồi. Đi đâu đây? Nhầm đường rồi. Đèn không hiệu quả đâu anh. À rồi. À, có nghĩa là đèn. Ok, chắc là mình phải núp vào tủ thôi. Nó chưa đến mà. Mở tủ sẵn này. Đinh Hương coi bức chân dung mà mình cho. À, báu vật của Đinh Hương. À, mình biết là Đinh Hương coi bức chân dung mà mình cho, đưa cho cô ấy là một báu vật. Vậy là mình phải tìm cái bức tranh để mình phá hủy bức tranh đi, thì may ra mình giết được con Đinh Hương này. Rồi anh em, đến giờ hành động rồi anh em ơi. Xin mời anh em, đến giờ hành động rồi đấy, đến giờ chúng ta hành động rồi đấy. Giờ sao anh em? Nó giải theo một cái quy luật gì mình cũng đéo hiểu nữa. Toàn tiếp tàu ạ. Mở gợi ý. Đây. Nghe ghê vậy nổi. Vẫn là gợi ý này thôi. Khó hiểu thế nhỉ. Mã Hoa Văn nó lại còn để tiếng Trung nữa. Bố ai mà đọc được.
Nhân, nhân có nghĩa là người rồi. Chắc chắn nhân là người rồi. Và cái hình này chắc chắn là hình người à? Khó hiểu nhỉ. Cái nhà sản xuất. Nhà sản xuất kiểu Holy Fuck vãi nồi. Mình có hết 8 câu đố rồi. Câu đối. Em hiểu rồi. Trời ơi anh em ơi, cao kiến đi anh em ơi. Nào, chúng ta hôm nay sẽ ending cái game này. Chúng ta sẽ hôm nay quyết định ending cái game này nhá. Nghe mấy bạn bảo là game này sắp hết rồi. Qua bảng kia, đây có bảng này đây, hay có bảng này. Số 3. Số 3. Nhân là số 3. Nhân là số 3 sao mà khó thế nhỉ? Nhân là số 3. Nhân. Bảng 1, đây bảng 1 đây anh em. Bảng 1 đây. Bảng 2 đây, bảng 3 đây, anh em thích bảng nào? Bảng 1 đây chứ gì? Sao nhỉ? Nhân. À, nếu mình đặt ngang ra. Nếu mình đặt ngang ra thì nó sẽ nằm thứ bảng 2. Ngang ra thì nó sẽ nằm ở thứ mấy nhỉ? Suy nghĩ. Có hiểu ta. Có hiểu nhỉ. May. Có thế. Cái này nó sẽ nằm thứ tư. Nằm thứ tư thì trước đó sẽ có ba cái à. À hiểu rồi. Tiếng Trung Quốc là đọc từ phải qua trái, từ trái qua phải anh em. Tiếng Trung Quốc là đọc từ phải qua trái đúng không? Từ phải qua trái thì nó sẽ nằm bên phải, là nằm bên thứ tư. Vậy còn ba cái kia sẽ là cái hình gì? Nhân. Nhân chi sơ, nhân chi sơ. Tính bản thiện đéo phải. Nhân chi sơ, cái này từ dọc mà ngang. Câu đố vãi lì tật, câu đố toàn tiếng Trung vậy, không có hiểu quá. Con bot thì còn có ai thấy Mikey đẹp trai không? Tầm này đẹp trai mẹ gì nữa. Mày giải được câu đố này là vui lắm luôn. Thề nó hóc búa vãi nồi. Chi sơ. Cũng đâu phải anh em ạ. Mình vừa có nảy ra một ý kiến nhưng mình cũng không phải. Toàn tiếng Trung chả hiểu mẹ gì. Anh em on mid đâu rồi? Anh em on mid đâu rồi? Anh em có cao kiến gì chưa? 3, 6, 11, 18. 3, 6, 11, 18. Ngon. 3 này. Sáu này. À, chết mẹ anh em còn từ từ nữa.
em còn từ từ nữa chết rồi. Sáu, 11 đây. Thế thì quay lại từ đầu nhá. 3 cho nằm, cho nó nằm đúng. Đấy. Nó như lại như cũ rồi anh em. Anh xếp hàng dưới theo kiểu. Theo kiểu gì anh em? Hàng ngang bên phải. Theo kiểu hàng ngang bên phải là xếp từ phải qua ấy hả? Xếp từ bên này qua đúng không? Xếp từ bên này qua đúng không? Qua đây như này đúng không? Như này đúng không? Từ phải qua đúng không? Từ tay phải mình qua đây đúng không? Như này đúng không em? 3 này. 6 này. 11 này. 11 đây. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Không được anh em ạ. À. Sai rồi. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Khó hiểu tê nhờ. Cụ chả nhẽ là lên Google search. Google search thì nó làm gì còn cái gì nó gọi là nó khám phá nữa đâu. Mình phải hiểu được cái gọi là cái nội dung của cái câu đố này như nào chứ, mà cái câu đố nó xàm xí quá, toàn tiếng Trung và thêm hình nữa. Thằng nào làm game thề bét IQ. Ba, 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 số 03. Hình này à, chắc chắn hình này sẽ xếp cuối rồi. Một hai ba, một hai ba bốn. À. Một hai ba bốn. À, vậy là tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi anh em ạ. Vậy là hình này. Xong rồi đến hình này. Đúng không? Xong đấy hình 4 chấm. Xong đến bụi cây. Rồi, tôi hiểu rồi. Thế thì là hình này. Xếp đây. À, cây đây. Nhầm rồi. Cây đây. Xếp đây. 4 chấm này. Cái này nữa. Đéo phải ạ. Cay vãi nồi. Ba một hàng bên dưới, một hai mười bốn hai bên dưới là sao? Vẫn chưa hiểu anh em ạ. Chưa hiểu ấy. Bốn thì mình xếp thêm hàng nữa là ra năm mẹ rồi. Năm sáu, năm sáu. Nếu mình xếp hàng nữa thì cho nó năm, năm sáu mẹ còn đâu nữa. Mình phải tìm được cái bí ẩn trong cái này. Khó thế nhỉ. Một này, hai này, ba này, bốn này. Khó nhai vậy. Ừ, khó thật. Một này, hai này, ba này. Ba dòng. Tẻ câu đố cuối à. Chắc là ending xong cái này mình sẽ ending rồi sao, nên là nó khó vãi nồi luôn. Quyết tâm hôm nay phải phá đảo. Phá đảo con game này. Hoài tí nhỉ.
Câu đố của Y Phòng. Ba hàng trên rồi một hàng bên dưới. Ba của hàng trên rồi một hàng bên dưới, 14 hàng trên và hai của hàng bên dưới là sao anh em? Vẫn không. Ba của hàng trên. Bây giờ nó đổi rồi anh em ơi, bạn bây giờ nó đổi rồi. Anh em hiểu không? Bây giờ nó đổi hết rồi, nó liên thiên hết rồi. Ba của hàng trên là ba cái này à? Một của hàng bên dưới là dưới đây à? Bốn của hàng trên. 14 làm sao có 14? Khó nhỉ? Có 4 hàng thôi. Một hàng, hai hàng, ba hàng, 4 hàng này. Đấy. Câu hỏi đúng là bét vãi nồi luôn. Bét câu hỏi luôn. Hình như tôi hiểu rồi anh em ơi. Vậy là hiểu rồi. Vậy là đây. Chữ Y này là nhân đúng không? Tương đương với chữ hình này đúng không? Thì quay lại nghĩa là Y đây. Y nó nằm ngay đây. Đấy. Anh em phải hiểu vấn đề là thế, Y sẽ nằm ngay đây. Tiếp theo đó nó sẽ là như này. Chữ này sẽ là cái tiếp theo của bên cạnh nhân. Và tiếp theo nữa mà mật mã của Y Phòng nó chính là nhân này. Rồi địch mẹ nó vẫn khó hiểu nhỉ. Các bạn có thấy từ này giống với từ này không? Thế thì bên này mới là khóa này anh em này. Còn bên này chỉ là câu đố tương tự thôi. Chỉ là câu đố tương tự thôi. Từ phải qua trái, từ phải qua trái có nghĩa là ba của bản trên rồi một của bốn, ba của bảng trên rồi một của bốn bên dưới. Một của bốn bên dưới, một là của dòng bốn à, rồi 14 của bảng trên, hai của cái bốn bên dưới. Thế luôn mình không hiểu gì luôn á, 14 là ở đâu, 14 của bảng trên là chỗ nào? À, ba của bảng trên rồi. Một của bốn bên dưới. Ok. Rồi 14 của bảng trên. Cũng được. Hai của cái bên dưới. Của bốn cả. À, hiểu 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 ý anh em. Ba của bảng trên đúng không? Ba của bảng trên đây. Rồi một của bốn cái bên dưới. Đây. Rồi 14 của bảng bên trên. 10 1, 12, 13, 14. Rồi số 2 của bảng bên dưới. Thì anh em phải như này không? Cũng không phải anh em. Bây giờ nó lại xếp lung tao tung hết rồi. Để mẹ cày thế nhở.
Anh mở lại bảng đi. Mẹ nó liền thiên hết rồi. Cái này nó không theo một quy luật. Reset đi anh. Anh nghĩ là anh phải reset thôi. Cái này đéo ổn rồi. Con ma kia rồi. Ma ơi. Đây ma ơi. Ra đi. Ui nó đằng sau mình kìa. Mẹ nó đằng sau mình ạ. Cho. Mình không bật đèn nó không vào đúng không? Nó không tìm đến phòng này đâu. Bây giờ vẫn là câu đố. Bây giờ nó lại à sao? Bây giờ nó lại về cũ rồi. Thế. Và tương ứng với cái này. Anh để ý, anh thử để ý bảng số 1 và 3 đi, có cùng một ký chữ thứ ba kia, nó theo một dãy nhất định. Đúng rồi, nó theo một dãy nhất định, cái này nó theo một dãy nhất định rồi, nhưng mà đến khi đó mình mà làm sai thì nó sẽ đảo lộn hết, nó sẽ không theo một ký tự nào nữa, nó sẽ không theo cái này trong này đấy, nên là chỉ làm được một lần thôi. Khó là chỗ đấy. Ba của bản trên, rồi một của bốn cái bên dưới, 14 của bảng trên và hai của bốn bên dưới. Ba của bảng trên à? Đúng không ta? Ba của bảng trên này. Như này đúng không? Rồi một của bốn cái bên dưới, 14 của bảng trên, 14 đây đúng không, và hai của cái bên dưới. Bây giờ mình nếu mà làm không được thì nó sẽ reset lại đấy anh em, thử theo ý anh em nhá, Nero nhá. Không được đấy, không được, quan trọng là không được, giờ nó reset luôn rồi. Câu đố hãm vai nổi. Anh em nào, anh em thử ra Google, anh em search giúp tôi với. Câu đố của y phòng trong Paper Doll Origin. Nó sẽ ra mà. Reset lại đi em chỉ xem. Rồi, mình sẽ reset lại một lượt nữa theo ý anh em này. Rồi, ma rồi. Ma ơi. Ma. Ma ơi. Ma rồi. Ma mất tích mẹ luôn rồi. Ma cũng đéo muốn hù người nữa. Ma không muốn hù người ma rồi. À đây rồi, ma đây rồi. Tìm ma khó quá. Hình như có hai cái mã.
không biết nữa. Cái mã trên hay mã dưới đúng nữa. Mã trên hay mã dưới đúng nữa, chả biết đường nào mà lần. Bên Trung Quốc là đọc từ phải sang trái. Ừ đúng rồi, đúng chuẩn luôn. Nó đọc theo kiểu dọc xuống mà đọc từ phải sang trái ấy. Bây giờ như nào anh em? Anh em giúp tôi qua cái đoạn này cái. Nãy giờ ngồi khá là lâu với cái đoạn này, là ngồi 30 phút rồi, 40 phút rồi. Câu đố vãi lồn thật. Đừng di chuyển, chờ tí em xem. Đây, để cho anh em on mid đọc nha. Các gọi là thần đồng IQ đâu hết rồi. Các thần đồng IQ đâu hết rồi. Cái bạn nó cũng không có cái pad của cái này đâu anh em ạ. Mình thử sợt qua cũng thấy. Mình muốn gọi là cho nó qua cái đoạn này đi, cái đoạn này khó quá. Anh em nào có ý tưởng gì không? Mày quyết tâm chơi gọi là xong con game này. Ra chưa anh em? Ra chưa anh em? Anh em ngủ hết luôn. Được rồi. Tôi có cách qua cái đoạn này à. Cái này nó không theo một quy luật nào hết anh em ạ. Nếu thế thì tôi sẽ xem trên mạng nhé. Để qua đoạn này nhé. Hình này này. Đặt vào đây. Đấy. Một cái nha. Ba bàn dưới.
3 bàn dưới đây. Đặt sang bên đây, đúng không? 3 của bàn dưới đấy. Mẹ, chơi game thế này thì chịu rồi. Đây, cái này. Đặt đây. Má cái này nữa. Đây. Nhanh. Đúng. Thôi được rồi, chơi game hơi nhục một tí nhưng mà thôi, tạm. Đây rồi. Mình có con ảnh của cái con kia, con nô tỳ kia rồi, sao mà nhìn con nô tỳ trong này xấu vãi nồi ấy. Tính bỏ qua vậy. Đúng rồi anh em, chắc anh em thank you anh em. Mẹ công nhận khổ vãi nồi. À, mình quay về. Mình quay về mình xếp thôi. Rồi, nó đi theo sau mình rồi. Kia nó đi theo sau mình rồi. Rồi, xếp cái đã. Được rồi anh em, mình có cái ảnh của con kia rồi. Bây giờ mình phải đi đâu? Mình phải đi đâu để giết được cái con nô tỳ kia? Anh em cho tôi gợi ý luôn đi. Anh em cho tôi gợi ý đi. Rồi mình xếp lại rồi. Có hình nhân, nó có hình nhân, đúng rồi, nó có hình nhân. Nhưng mà nó trong cái phòng mà nó treo cổ thì hồi nãy mình vào nó biến mất rồi. Mà không biết bây giờ cái hình nhân của nó nằm ở đâu. Còn chỗ nào mình không đi không? Có chỗ nào không nhỉ? Này mình đi rồi này. Đây là phòng tranh nổ này, phòng tranh và nổ này. Phòng này bị phong ấn rồi này. Phòng này là phòng bên cạnh phòng thờ này. Cũng phòng bên cạnh phòng thờ này, phòng trà này. Nó là, hay là giống trong bức tranh. Tranh thì nó ở đâu? Tranh nào? Cái phòng này là phòng con gái mình này. Phòng cứu con gái mình này. Phòng này là phòng sảnh chính này. Đấy. Phòng này là phòng chỗ thằng mình lấy chìa khóa của thằng kia này. Phòng này là phòng phong ấn thằng 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 quản bảo vệ này. Phòng này là phòng lấy đồ phong ấn cho con nô tỳ này. Phòng đây là phòng nô tỳ. Tranh mới nãy anh lượm mà. À không, trong phòng nãy vừa mới lấy cái tranh thì lại không có. Đấy, đấy phòng vừa lấy cái tranh đấy thì nó nằm đây. Thì lại không có cái hình nhân của con. Cuộc sống mà anh khó quá, phải xem gợi ý cho nó qua. Ừ. Thôi chấp nhận thôi, chấp nhận thôi, hơi nhục tí nhưng mà thôi không sao. Cái phòng này là phòng con nô tỳ treo cổ này, thì mình đã vào rồi, nó biến mất rồi. Cái phòng này thì cũng không có gì. Phòng này thì là cái phòng phòng chỗ Minh Nhi nó chết đúng không? Ừ. Thế còn phòng nào nữa? Phòng này, hai phòng này phong ấn rồi, vào sao vào được? Phòng này phong ấn thì làm sao vào được nữa. Rồi lại sang đây làm gì? Hình như trong bức tranh yêu thích của nó. Đúng rồi, chuẩn luôn. Bức tranh nó yêu thích đây. Bức chân dung của nó đây. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm được cái hình nhân của nó để mình gọi là mình giết nó bằng cái bức tranh này. Mình phong ấn nó bằng cái bức tranh này, anh em hiểu không? Đấy. Là trong gọi coi như là mình trừ tà luôn, trong nhà này hết ma luôn. Xếp game, xếp rồi, xếp rồi, xếp rồi, anh em yên tâm, xếp rồi. Xếp phát nữa. Xếp phát lễ chắc cú. Giờ đi đâu là vấn đề này. Giờ đi đâu mới là vấn đề.
qua cái thấy mừng vãi cứt. Tè luôn cái đoạn khó vãi nổi, cốt cốt kiếc gì khó vãi nổi. Chị. Rồi đâu anh em? Giờ tìm xác cái con kia ở đâu ấy. Ngoài này thì không có xác nó rồi, nãy giờ mình chưa thấy xác nó rồi. Thế thì còn hai cái phòng thôi. Mình thấy là còn hai cái phòng này thôi là mình chưa đi này. Không biết là bây giờ nó mở chưa ta? Qua nhá. Mình sẽ thử xem hai phòng này nhá. Để xem phòng này đầu tiên. Phòng này gần mình nhất thì mình vào xem có gì không. Mình vào được chưa? Đây. Phòng này vẫn phong ấn mà còn cần chìa khóa nữa mới vào được. Lấy bức tranh phong ấn ma nữ. Rồi, đây có bức tranh phong ấn ma nữ đây rồi. Đây, bức chân dung của nó thích nhất đây. Đấy. Còn bây giờ tìm con ma nữ ở đâu? Tìm con ma nữ nó ở đâu? Lên tầng à? Đây cũng phong ấn rồi. Để mình quay lại phòng của nó xem nhá. Không có anh em ạ, trong phòng của nó không có. Phòng này. Ui đây, 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 phòng này rồi. Rồi, chết mẹ rồi. À, tạm biệt em nhé, chắc em phải ra đi. Bởi vì anh biết trái tim em là đôi thay. Đê. Đâu, xong rồi. Ủa, xong rồi. Chết mẹ cái gì đây? Là mình phải phong ấn mấy cái này à? À này. À được rồi này. A này. B. Đứng. Ui giời ơi. Ôi nó gỡ phong ấn kìa. Ê à. Mày nhá. Mày nhá. Mày không có đường đi đâu. Ui. Mày này nữa. Nó sắp chết rồi anh em ạ. Nó sắp chết rồi anh em ạ. Con này tối tôm luôn. Ôi chết mẹ nó phá phong ấn rồi. Mày chết. Đủ ma. Ui.
Còn một cái nữa. Chắc nó phá phong ấn ngoài này rồi. Mình phải nhanh tay, mình phải nhanh tay, mình phải nhanh tay. W này. Ấy sai rồi. Sai rồi. Uống quá. Ý. Mày. Tuổi gì bắt tao mày. Đết. Đết. Đi. Ui, chết mẹ rồi. Khó thế nhở? Làm sao anh em? Làm sao anh em? Cái này di chuyển liên tục. Rồi mình biết chỗ bắt nó rồi. Nhưng bây giờ phải làm sao để bắt được nó ấy. Thử giết từ ngoài vào trong xem nhá. Đứng một con đứng bên ngoài đúng không? Phong ấn từ ngoài vào trong anh. Đấy, mình đang nghĩ vậy đấy. Đéo được. Khó thế nhỉ. Làm nhanh này, làm nhanh này. Ui. Ui. Cái tuổi mẹ luôn. Chỉ cái tuổi mẹ luôn. Đấu ma. Nó lại phá được cái ngoài kia. Mẹ tôi làm sai nhấn cuống quá anh em ơi. Cuống quá, cuống quá, cuống quá. Thank you.
Mày nhá, xong rồi. Mày nhá. Mày nhá. Úi. Úi. Mẹ. Mẹ, nhanh lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Xong. Hay quá anh em ơi. Mình chưa đọc được nó nói cái gì nữa. Rồi. Mình lấy được chìa khóa rồi. Chui chìa khóa. Chìa khóa này để làm gì? Chìa khóa hình này à? Hình này à? Đâu rồi? Cuống quá. Má mày. Hình này à, là mở cửa ô này. Tôi sẽ trả ơn cô ở kiếp sau. Sao nó gọi mình là cô ta? À chắc là quên. Mình là hậu kiếp của cái con ma kia, ma nữ, phu nhân kia. À, dùng cho cái này. Hai hoa. Thế thì còn một chìa khóa nữa thôi. Còn một ổ nữa thôi đúng không? Và cứu con gái mình thôi. Ừ. Ngon. Nhà này hết ma rồi anh em. Sợ bùa gì game này. Nhà này hết ma rồi. Lâu. À quên nhầm, vẫn còn một con ma nữa. Con ma canh cổng trên này nữa. Tầm này sợ mẹ gì nữa. Mình đi thoải mái trong nhà này mà. Nhà mình mà. Trời ơi. Mỗi tội là không được lên tầng 2 thôi. Tầng 1 tôi đã chiếm đóng rồi anh em. Cuối cùng nó cũng là của tôi rồi. Ma mảnh gì tầm này nữa. Sao mà vẫn bị phong ấn nhỉ? À hết phong ấn, vào con này. Con gái đâu, con gái đâu? Ôi. Con gái đâu? Ôi. À, thằng quản gia đây này, thằng âm quản gia đây này. Thế bây giờ mình phải lấy cái gì, tìm cái gì đấy gọi là kết thúc được nó, mình phong ấn được nó lại thì mình lên được tầng 2, anh em hiểu không? Mình phong ấn nó bằng cách gì nữa? Mẹ thằng ân quản gia này. Âm quản gia. Chuôi chìa khóa. Ơ, chết mẹ, mình có. Hình như mình có mà. Ơ đúng đây rồi, tôi chết mẹ rồi. Thằng này thì một hit là xong rồi. Bye bye nhá. À, đi nhá em trai. Mày gác đền à? Mày gác đền à? Mày gác đền à? Rồi. Đã gần nửa đêm rồi. Đi lên lầu nhanh lên. Vãi nồi. Ui. Ui giết mẹ ơi. Ui. Trời ơi. Lên lầu à, nó bảo mình lên lầu. Ui. 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 Ai. À. Đẹp. Mẹ. Lên lầu. Đây. Còn chưa lưu mà. Ui. Lâu rồi. Đấu ma. Lại còn mụ này nữa. Sao mà sống lại hết rồi. Ủa? Cái lồn gì đây? Chết mẹ rồi. Mẹ. Lại phải đi giết lại con kia rồi anh em ạ.
Mẹ mình quên không xếp. Mình quên không xếp anh em ơi. Mình quên không xếp. Đệt. Đệt. Quên không xếp game rồi. Ôi, lần này tôi biết rồi. Đã nhanh thôi. Cái lục má gì đây? Tôi không ra ngoài được này. Game lỗi mẹ luôn. Không ra ngoài được anh em ạ. Khổ ghê. À, là mình phải. Mày mày hả? Có đâu. Má. Được rồi. Mở cái thế nhỉ? Mẹ sao nhỉ? Mẹ người quá may không kịp, không chịu lưu game mà cú vai nổi. Nó đi sau mình kìa, nó đi sau mình kìa. Con ma nữ đang đi sau mình nhé. Đi nhanh lên, nhanh lên.
Trời ơi. Mày chết. Mày chết rồi con lợn ạ. Tôi sẽ trả ơn cô kiếp sau vui lòng biết ơn. Với lòng biết ơn này. Từ đã, mình vào xếp game đã. Đờ mờ. Một pha ngu người mà dẫn đến hệ lụy như này đây anh em ạ. Ngu người quá. Ngu người quá. Cố lên anh, sắp được đi ngủ rồi. Rồi. Tầm này tôi xếp game nữa, tôi lên lầu nữa xong. Xong cái gì? Nhanh thôi, chỗ này nhanh thôi. Chỗ này chạy cũng dễ mà. Anh em sẵn sàng chạy đua cùng tôi chưa? Tạm biệt. Tạm biệt nhé. Chạy. Đến nửa đêm rồi. Đấy. Âm tướng quân á. Sỏi, né luôn. Né ngay lập tức. Nhảy qua này. Để mẹ. À. Quên mất. Đập lưu má đi. Mẹ nãy đi. Rồi ôi. Lên lầu hết game hóng anh chơi phần 2. Ừ từ từ. Để qua lại cái đoạn này đã. Căng thẳng phết. Khó thế nhở mấy cái đoạn bị counter ấy. Chữ nó nhanh quá. Chứ nó nhanh quá mình không theo kịp ấy.
Khổ anh ghê. Sao khổ? Mình đang muốn kết thúc cái game này càng nhanh càng tốt đây. Mở. Né này. Rồi, né được rồi. Hay quá. Né tiếp. Hay quá. Hay quá. Né còn gấu bông nữa thôi. Né. Né. Lên. Hay quá. Đi bên nào. Đây rồi. Vậy là chúng ta đã kết thúc con game này rồi anh em ạ. Ôi, thề luôn là toát mồ hôi với game này luôn. Designer Sui Dong Wang Jin Liu Sao Liu. Đây là credit của nó này. Rồi. Được rồi anh em ạ. Ta đi hết đường này ra về à? Thời gian chơi 4 tiếng 8 phút. Thời gian lưu 43 lần. Số lần chết 25 lần. Tài liệu mình lấy được có 82%. Ô. À đây là chắc là kiểu tensor đoạn tiếp sau, đoạn phần 2 của nó này. Ui. À ông tướng quân này, ông tướng quân đây đúng không? Ông chủ nhà đúng không? To be continue. Rồi ok. Nói chung là mình cũng đã hoàn thành cái tựa game Paper Door Origin 1. À, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và giúp đỡ mình trong hai series vừa rồi. Hai tập game vừa rồi. Mình chơi trong vòng có 2 tập là đã hết được cái game phần 1 này rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn anh em đã giúp đỡ nãy giờ. Bao nhiêu là câu đố. Trời ơi. Chắc là mình cũng ọp thôi, mình đi ăn gì quá. Cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi. Toát hết mồ hôi anh em ạ. Được rồi, hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu tựa game phần 2 của nó, Paper Door Origin 2. Yêu anh em, để tiếp theo chắc là nó vẫn đang còn, nó báo là đang còn to be continue ở phần 2 mà. Rồi mình sẽ cũng dừng stream ở đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye anh em. Bye bye. Bye 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 bye. Anh em ngủ ngon nha, chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Bye bye. Mệt quá anh em ạ. Anh em ngủ ngon nha.